Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 89. Giết tất cả để có tu vi từ cảnh giới phân thần, đồng nghĩa với việc Linh Thiên Kiếm Tông diệt môn. Một vài tu sĩ chạy thoát cũng không sao, cho dù như vậy thì bọn họ cũng đã giết chết hàng trăm người, có thể nói là máu chảy thành sông. Dương Bách Xuyên không có ý định nương tay, bởi vì hắn biết mình phải làm như vậy thì mới có tác dụng, khiến cho bọn họ sợ hãi. Nhưng điều mà hắn không biết là, trong số người chạy thoát đó có một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, cũng chính là thiếu tông chủ của Linh Thiên Kiếm Tông, người đó sẽ mang lại cho hắn rất nhiều phiền toái trong tương lai. Nhưng mà đó đều là chuyện của sau này, sau khi Dương Bách Xuyên có mặt ở bảo khố của Linh Thiên Kiếm Tông, hắn nhìn đống thiên tài địa bảo được tích cao như núi mà muốn chảy nước miếng. Linh dược, linh thạch được xếp chồng cao chót vót. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có một suy nghĩ. Liệu hắn đi diệt thêm vài tông môn nhị lưu nữa, có phải sẽ phát tài hay không? Đương nhiên, vừa lóe ra ý nghĩ này, Dương Bách Xuyên đã vội vàng dập tắt, tiêu diệt Linh Thiên Kiếm Tông là thế bắt buộc, nhưng nếu như tạo thói quen thì sẽ thành sát nghiệp. Hiện tại, hắn vẫn chưa vượt qua đại thiên kiếp, nếu như sát nghiệp quá nặng thì thiên kiếp sẽ đánh chết hắn. Hơn nữa sát nghiệp quá nặng cũng sẽ bị trời phạt. Thầm cảnh cáo bản thân. Sau này không nên có những suy nghĩ như vậy thì hơn. Lắc lắc đầu, hắn bảo Lý Phượng Ngọc dọn sạch chiến lợi phẩm, đây chính là vốn liếng cho ngày quật khởi của tinh thần môn. Trên con đường tu chân, tiền tài, bằng hữu, pháp bảo, đất đai, thiếu một cái cũng không được, trong đó, tiền tài xếp thứ nhất, không thể không có. Chấm chấm chấm. Sau khi làm xong mọi thứ, Dương Bách Xuyên đứng trên đỉnh một ngọn núi của Linh Thiên Kiếm Tông. Hắn nhìn bầu trời xa xăm rồi nở một nụ cười, hắn biết sẽ có người tới, núp trong tối âm thầm quan sát mọi thứ. Trong linh thức, hắn đã sớm phát hiện có một luồng khí tức đang trốn ở phía xa, không cần hỏi thì hắn cũng biết, đây là người của những thế lực tông môn khác. Thú Ngũ Hành nóng lòng nói, chủ nhân, có cần giết đám người kia không? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói, giết cái đầu ngươi, mục đích của hôm nay là để dọa bọn họ. Những người đang âm thầm quan sát mới là mục tiêu chính, hủy diệt Linh Thiên Kiếm Tông chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cũng là để cho bọn họ nhìn thấy, giết chết mấy người kia làm gì. Đợi sau khi tinh thần môn ngồi vững trên trăm vạn dặm dãy núi tinh thần, chúng ta còn phải dựa vào cống nạp của những thế lực lớn nhỏ đó, hiểu không? Linh thạch, linh dược, sau này bọn họ phải dâng cho tinh thần môn chúng ta một phần, đây là quyền lợi cơ bản. Vì sao Linh Thiên Kiếm Tông lại mạo hiểm tấn công tinh thần môn, còn không phải để trở thành lão đại, thống lĩnh các thế lực lớn nhỏ trên trăm vạn dặm núi tinh thần, được người khác cống nạp hay sao? Chủ nhân anh minh, Thú Ngũ Hành vội vàng nịnh nọt. Đương nhiên, nếu không nghe lời thì vẫn cần phải đánh, hy vọng, hôm nay Linh Thiên Kiếm Tông diệt môn có thể khiến cho bọn họ tỉnh ngộ, nếu không sẽ khó tránh khỏi việc động thủ giết người, thật ra là một người theo chủ nghĩa hòa bình, ta không muốn làm nhiều điều ác. Dương Bách Xuyên chân thành nói. Dạ dạ dạ, chủ nhân, người rất yêu hòa bình. Thú Ngũ Hành lại nịnh hót, trong lòng lại thầm nói, hòa bình cái rắm, hòa bình còn đi diệt cả một tông môn. Đương nhiên Thú Ngũ Hành chỉ dám nói thầm, ngàn vạn lần cũng không dám thốt ra lời. Sự trừng phạt của Dương Bách Xuyên đã ăn sâu vào linh hồn, có cho hắn 10 lá gan cũng không dám chống lại Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên và Thú Ngũ Hành nói chuyện với nhau một lúc, Lý Phượng Ngọc đi tới, nói đã dọn dẹp xong chiến trường, hỏi Dương Bách Xuyên tiếp theo định làm gì. Dương Bách Xuyên đã nghĩ xong từ lâu, hắn nhìn hướng chân trời phía xa xa, hít sâu một hơi rồi nói, các vị đạo hữu đang âm thầm quan sát, 3 ngày sau, hy vọng các vị sẽ tới tinh thần môn nhận môn, ta là tổ sư thúc Dương Bách Xuyên của tinh thần môn, kể từ ngày hôm nay, tinh thần môn tuyên bố tiếp quản vùng đất trăm vạn dặm dãy núi tinh thần. 3 ngày sau, tinh thần môn sẽ tổ chức nghi thức khai sơn, hy vọng các thế lực khắp nơi có thể tới dự, trước kia Thiên Nguyên Tông trông coi dãy núi tinh thần. Nhưng hiện tại ta muốn nói cho các người biết, Thiên Nguyên Tông đã bị một vị trưởng lão trong sư môn tiện tay hủy diệt, bây giờ Linh Thiên Kiếm Tông tiến đánh tinh thần môn khiến cho trưởng bối của ta rất tức giận, vậy nên mới có hành động ngày hôm nay. Tóm lại, 3 ngày sau, tinh thần môn sẽ tái nhậm chức, phụ trách cai quản trăm vạn dặm dãy núi tinh thần. Dương Mỗ hy vọng mọi người sẽ tới, nếu như thế lực nào không tới, tinh thần môn sẽ thăm hỏi từng người một, non xanh nước biếc, các vị đạo hữu, chúng ta còn nhiều thời gian.
Tạm biệt. Uy hiếp, Dương Bách Xuyên đang đe dọa một cách trắng trợn. Những người ở quanh Linh Thiên Kiếm Tông nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, khóe miệng bọn họ bắt đầu giật giật, nhưng chẳng một ai dám nói, không. Không nghe người ta nói rồi sao, có sư môn nào? Sư môn chống lưng cho tinh thần môn. Trước đây, lúc chưa có Thiên Nguyên Tông, tinh thần môn vốn là chủ nhân của dãy núi tinh thần, truyền thừa lịch sử lâu đời, bây giờ lại lòi ra một người có cấp bậc sư tổ, nói là có sư môn, vậy chắc chắn là sư môn của tinh thần môn rồi. Nghĩ đến đây, ba ngày sau ai dám không đi? Không nghe Dương Bách Xuyên nói sao? Những thế lực không đi sẽ bị tinh thần môn hỏi thăm từng người một. Hỏi thăm bằng cách nào? Đến khi đó, Linh Thiên Kiếm Tông chính là tấm gương của bọn họ. Lúc này, những thế lực đang trốn trong tối bắt đầu căng thẳng, bọn họ tính toán có nên tới tinh thần môn vào ba ngày sau hay không? Chấm chấm chấm. Sau khi Dương Bách Xuyên uy hiếp xong cũng chẳng có thời gian quan tâm bọn họ nghĩ gì, hắn cưỡi thú ngũ hành, mang theo các nữ nhân của tinh thần môn bay về. Mục tiêu kế tiếp thành tinh thần. Dọa mấy người kia xong, thành tinh thần chính là trọng điểm, bởi vì thành tinh thần có một đại trận truyền tống, người muốn đi từ Nam ra Bắc đều phải thông qua đại trận truyền tống ở thành tinh thần. Đây là mạch sống của kinh tế. Nghe Lý Phượng Ngọc nói, thành tinh thần và đại trận truyền tống vốn do tinh thần môn xây dựng nên, từ trước đến nay thành tinh thần luôn do tinh thần môn thống trị, mãi cho tới 5.000 năm trước bị Thiên Nguyên Tông tiếp quản. Trải qua vô số các triều đại, thành chủ của thành tinh thần đều là người của tinh thần môn, bọn họ từ lâu đã là một đại gia tộc ở thành tinh thần, chỉ dưới tinh môn, thậm chí còn không hề thua kém một số tông môn nhị lưu. Nói trắng ra là giống như gia nô của tinh thần môn. Nhưng thời gian trôi qua, 5.000 năm trước thành chủ Lệ Gia đã quy thuận Thiên Nguyên Tông, hiện tại Thiên Nguyên Tông bị diệt, thái độ của Lệ Gia cũng là vấn đề rất quan trọng. Theo lời của Lý Phượng Ngọc, hiện tại Lệ Gia trở thành kẻ có tiền, hoặc nói cách khác là thương nhân, chỉ xem lợi ích, có lẽ sẽ không niệm tình cũ. Chỉ sợ Lệ Gia nay đã khác xưa, sẽ không thành tâm quy thuận tinh thần môn. Theo phỏng đoán và tin tức tìm hiểu được của Lý Phượng Ngọc, thật ra tổ tiên của Lệ Gia là đệ tử tinh thần môn. Sau khi tinh thần môn thành lập thành tinh thần, thiết lập phủ thành chủ, quản lý vận chuyển thành tinh thần, hoặc nói cách khác đã cho tổ tiên Lệ Gia đi vào phủ thành chủ khống chế truyền tống trận. Vì vậy mới nói Lệ Gia giống như tinh thần môn, có được truyền thừa lâu đời, khai chi tán diệp ở thành tinh thần, trở thành gia tộc lớn nhất. Năm đó Thiên Nguyên Tông tấn công tinh thần môn, Lệ Gia không cho người đến, sau đó ngược lại thần phục Thiên Nguyên Tông, mỗi năm giao nộp cống phẩm cho Thiên Nguyên Tông. Hay nói cách khác là hiệp nghị hợp tác. Lý Phượng Ngọc nói, tình huống mà ta tìm hiểu được là, ngàn năm trước gia chủ Lệ Gia thành lập hiệp nghị với Thiên Nguyên Tông, tiền lời của thành tinh thần giao nộp một nửa cho Thiên Nguyên Tông, cho nên hai bên không đánh nhau. Năm đó thứ Thiên Nguyên Tông muốn là thống trị, mà thứ Lệ Gia muốn là tài, trước kia ở thời đại tinh thần môn, Lệ Gia là cấp dưới của tinh thần môn, giao 8 phần tiền lời của thành tinh thần cho tinh thần môn, 2 phần còn lại để cho Lệ Gia. Năm đó sau khi Thiên Nguyên Tông tấn công chiến thắng tinh thần môn, nghe nói vì Thiên Nguyên Tông không muốn nổi xung đột với Lệ Gia, bởi vì dù sao Lệ Gia cũng đã kinh doanh ở thành tinh thần hơn vạn năm, ăn sâu bén rễ, nếu muốn xử lý thành chỉ cần có nhân tài chuyên nghiệp, lúc này mới có lời đồn thành tinh thần Lệ Gia thần phục Thiên Nguyên Tông, phân một nửa tiền lời. Nhưng hiện tại xem ra 8-9 phần 10 lời đồn này là sự thật, chung quy là quan hệ lợi ích, sư thúc tổ muốn làm Lệ Gia thần phục không hề dễ dàng. Ta nghĩ Lệ Gia sẽ không giao ra quyền lợi khống chế trận truyền tống thành tinh thần. Dương Bách Xuyên nhíu mày, ở tu chân giới, thành chỉ hủy hoại thì có thể xây dựng lại, nhưng nếu muốn xây dựng lại một trận truyền tống là một chuyện không hiện thực. Mà làm một tông môn cấp 1 không có quyền lợi khống chế truyền tống, chẳng khác nào không có tài nguyên tu luyện, không có quyền lên tiếng, cần thiết phải thu hồi lại trận truyền tống, nếu không sau 5.000 năm, tinh thần môn muốn tái nhậm chức chỉ là chuyện cười vớ vẩn. Tình huống của Lệ Gia thế nào, có từng tìm hiểu không? Dương Bách Xuyên hỏi. Lý Phượng Ngọc nghĩ, trả lời, gia chủ hiện tại của Lệ Gia, Lệ Thiên Vân là một tu sĩ độ kiếp trung kỳ, cũng không có gì đáng sợ, nhưng nghe nói Lệ Gia nuôi dưỡng cung phụng rất nhiều tán tu, tất cả đều là hạng người có thực lực mạnh mẽ, tình huống cụ thể ra sao ta không rõ lắm. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ một lúc, khả năng cao tin tức này là thật,
Lệ Gia nắm giữ trận truyền tống, là chủ nhân một tòa thành, trên tay có đủ linh thạch để mời đến cung phụng là chuyện rất bình thường. Bất kể thế nào, chắc chắn phải lấy được trận truyền tống, chúng ta đi thành tinh thần xem xét tình huống, nếu Lệ Gia dễ nói chuyện, vậy làm bọn họ tiếp tục quản lý thành tinh thần, nếu không nhớ tình cũ, vậy xử lý. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói. Lý Phượng Ngọc có chút lo lắng nói, sư thúc tổ, ta còn có chút lo lắng, rõ ràng Lệ Gia là đệ tử đi ra từ tinh thần môn, nhưng năm đó Thiên Nguyên Tông lại không diệt trừ Lệ Gia, có lẽ chuyện này không đơn giản, không phải chỉ là quan hệ lợi ích, chúng ta cần phải cẩn thận. Ừ, như vậy thì sao, người dẫn theo những người khác đi sau, ta đi đến thành tinh thần thăm dò Lệ Gia trước, đến lúc đó lại quyết định sau. Nếu Lệ Gia thật sự không biết điều, chúng ta cũng không sợ. Dương Bách Xuyên nghĩ lại, quyết định đi đến thành tinh thần nhìn trước. Vâng, sư thúc tổ cẩn thận, Lý Phượng Ngọc không phản đối, hiện tại nàng biết rất rõ thủ đoạn của sư thúc tổ. Dương Bách Xuyên để thú ngũ hành lại cho Lý Phượng Ngọc, chính hắn ngự kiếm phi hành thẳng đến thành tinh thần. Sau 3 canh giờ, Dương Bách Xuyên đi đến thành tinh thần, đây là lần thứ 2 hắn đến đây. Lần đầu tiên là sau khi đến từ Sơn Hải Giới, cưỡi trận truyền tống đi đến thành trì đầu tiên ở Tu Chân Giới, cũng xảy ra xung đột với Thiên Nguyên Tông Trang Tất Phương. Sau hơn một năm, lại lần nữa đi vào trong thành tinh thần, Dương Bách Xuyên lại đến với thân phận chủ nhân. Tất nhiên hiện tại chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa, có thể trở thành chủ nhân hay không, có thể thu hồi quyền lợi thành tinh thần hay không còn phải xem thái độ của phủ thành chủ Lệ Gia. Nhưng nếu đã làm, chắc chắn phải làm đến cùng. Hắn cũng không phải loại người lỗ mãng, giống như lời của Lý Phượng Ngọc, Lệ Gia kinh doanh ở thành tinh thần hơn vạn năm, truyền thừa cũng giống như tinh thần môn, trong tay lại trưởng quản trận truyền tống, có một lượng lớn linh thạch làm tài phú, ở tu chân giới, đạo lý có tiền có thể sai sử cả ma quỷ cũng có thể áp dụng. Lệ Gia sử dụng linh thạch để dưỡng cung phụng, để tu luyện bản thân, phát triển gia tộc, không thể khinh thường. Hơn nữa Lệ Gia chính gia đệ tử đi ra từ tinh thần môn. Nhưng 5.000 năm trước Thiên Nguyên Tông tấn công tinh thần môn lại không ra tay với Lệ Gia, mà là làm Lệ Gia tiếp tục quản lý thành tinh thần. Chắc nơi này không chỉ đơn giản là chia đều tiền lời như trong lời đồn, khả năng cao Lệ Gia có cao thủ mới là sự thật. Vẫn nên chính mắt đi nhìn cho chính xác, tránh việc lật thuyền trong mương. Canh gác ở thành tinh thần giống như Sơn Hải Giới, đều là binh tướng mặc khôi giáp, nhưng Dương Bách Xuyên nhìn thấy tu vi thấp nhất cũng là tu sĩ phân thần cảnh. Dẫn đầu chính là tu sĩ hợp thể cảnh. Lần trước lúc đi ra khỏi thành cũng không bị ngăn cản nên hắn cũng không để ý, lần này đặc biệt đến nhìn, không khỏi líu lưỡi. Đội ngũ gác cổng thành có hơn 20 người, chiến giáp mặc trên người đều là pháp khí chiến giáp không yếu, pháp khí trong tay lại là địa khí nhất chuyển. Địa khí chính là pháp khí được địa tiên luyện chế ram cao cấp hơn linh khí, uy lực cường đại. Chỉ nhìn mỗi tu vi và trang bị của binh tướng gác cổng thành cũng có thể được xưng một câu thực lực siêu cường, tài đại khí thô. Cả tòa thành tinh thần rất rộng lớn, tính theo 4 cổng thành Đông Tây Nam Bắc cũng đã có hơn 80 binh tướng. Hơn nữa trong tay mỗi người đều có địa khí, người mặc chiến giáp, dưới loại thực lực này, tu sĩ bình thường không dám lỗ mãng. Từ binh tướng gác cửa có thể suy đoán được Lệ Gia tuyệt đối không đơn giản, số lượng cũng không hề nhỏ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy rất nhiều người, khoảng nửa giờ đã có 100 người vào thành, mang theo tòa kỵ phải giao nộp một viên linh thạch trung phẩm. Phải biết rằng một viên linh thạch trung phẩm tương đương với 100 linh thạch hạ phẩm. 4 cửa thành, cộng thêm trận truyền tống, hơn nữa chỉ cần mở cửa hàng ở trong thành tinh thần cần phải nộp lên một lượng linh thạch nhất định, tổng hợp lại 1 năm tiền lời linh thạch của thành tinh thần sẽ là một con số khủng bố. Có tài phú hùng hậu. Lệ Gia kinh doanh phủ thành chủ trở thành một gia tộc khổng lồ có thực lực. Khó trách dám tách rời tinh thần môn. Hoặc nói cách khác không đặt tinh thần môn hiện tại vào trong mắt. Đi vào tinh thần môn đã hơn 1 năm, 3 lần đại chiến, động tĩnh lớn nha vậy, Dương Bách Xuyên cũng không tin Lệ Gia không nghe được tin tức gì. Chắc chắn nghe được tin tức nhưng không để ý đến tinh thần môn, điều này thuyết minh cánh chim của Lệ Gia đã cứng. Không hề sợ hãi tinh thần môn, có đủ cao thủ trấn giữ Lệ Gia. Sau khi Dương Bách Xuyên giao linh thạch, đi theo đám người phía sau đi vào thành. Sau khi vào thành chuẩn bị hỏi thăm đánh giá của dân thành với Lệ Gia rồi mới đi nhìn xem phủ thành chủ. Muốn tìm hiểu tin tức, từ lâu là lựa chọn hàng đầu.
dân cư trong thành rất đông, cũng không hẳn đều là người tu chân, có rất nhiều phàm nhân, những phàm nhân này đều là quần thể phụ thuộc vào người tu chân để sinh hoạt. Trên đường cái người đến người đi, Dương Bách Xuyên đảo mắt, thấy được một tửu lầu cách mấy trăm thước trên đường phố, nhấc chân đi đến. Đi gần đến cửa tửu lầu, nhìn thấy bốn chữ tửu lầu tinh thần, tổng cộng có ba tầng, tất cả đều được chế tạo từ thiết mộc, bên ngoài có thêm trận pháp phù văn, là một nhà tửu lầu rất cổ xưa lại không mất đi khí thế. Cửa của tửu lầu tinh thần rất nhộn nhịp, ra ra vào vào, sinh ý rất lớn. Dương Bách Xuyên vừa muốn đi vào. Bên tai nghe thấy âm thanh kiêu ngạo hét lớn, con mẹ nó tránh ra, lăn xa ra. Vừa dứt lời, thân thể của Dương Bách Xuyên bị đụng phải, quay đầu lại nhìn thấy là một lão phàm nhân va vào người, mà lúc này có một đội nhân thú đi qua. Nói là nhân thú bởi vì trong đó có một người thanh niên cưỡi yêu thú, phía trước có hơn 10 người, vừa thấy đã biết đó là tùy tùng chó săn đẩy ngã lão giả lên người hắn. Dương Bách Xuyên đỡ lão nhân dậy, lão nhân. Người không sao chứ? Cảm tạ thượng tiên, tiểu lão đầu không sai, hai lão nhân thở dài xoa eo, ánh mắt sợ hãi nhìn đội nhân thú. Dương Bách Xuyên hỏi, lão nhân, người vừa rồi là ai, tại sao lại kiêu ngạo ương ngạnh như vậy? Lão nhân cả kinh, vội vàng nói nhỏ, thượng tiên đến từ nơi khác đúng không, nhỏ giọng chút, bọn họ là người của Lệ gia, người của phủ thành chủ, người cưỡi yêu thú chính là tam công tử của Lệ thành chủ, đừng nói kiêu ngạo. Ngay cả giết người cũng được, ngài trốn xa bọn họ ra, ngàn vạn đừng phát sinh xung đột. 2. Tiểu lão nhân nghe tổ tông nói, mấy ngàn năm trước thành tinh thần này được tinh thần môn thống lĩnh, khi đó ở thành tinh thần, tu sĩ giết người sẽ bị phạt nặng, đừng nói là người của phủ thành chủ. Nhưng hiện tại, ví dụ như Lệ gia tam thiếu gia Lệ Bách Trì, thực sự là đại ma vương, không chỉ giết phàm nhân còn giết cả tu sĩ. Phủ thành chủ lớn mạnh. Không ai dám oán hận, thượng tiên mới đến thành tinh thần, vẫn nên cẩn thận chút, đừng gặp phải người của phủ thành chủ. Lão nhân nhỏ giọng giải thích cho Dương Bách Xuyên, sau đó cáo từ rời đi. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, nhìn đoàn người Lệ Bách Trì trong miệng lão nhân đi vào tửu lầu tinh thần, sau đó hắn cũng chậm rãi đi vào tửu lầu. Tầng 1 tửu lầu là đại sảnh, nhân viên ngồi đầy, tầng 2 là nhã tọa, tầng 3 là ghế lô. Dương Bách Xuyên nhìn Lệ Bách Trì trực tiếp đi lên lầu 3. Lúc này một nữ tử đi đến nói, chào mừng thượng tiên đến với tửu lầu tinh thần, người muốn ngồi trên tầng hay đại sảnh. Một nữ tử mặc quần áo phục vụ đi lên dò hỏi. Dương Bách Xuyên không hề nghĩ ngợi nói, ta muốn lên tầng 3. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy Dương Bách Xuyên muốn đi lên tầng 3, nữ tử sửng sốt, sau đó thiện ý nhắc nhở, thượng tiên. Thật ra thức ăn ở tửu lầu tinh thần đều là hàng cao cấp, lầu 2 nhã tọa rất tốt, phần lớn ghế lô ở tầng 3 đều được người khác bao dài lâu, cho dù trống cũng rất đắt. Chữ đắt còn bị nữ tử kéo rất dài. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn hiểu ý tốt của nữ tử, nhưng Dương Bách Xuyên vừa mới tiêu diệt một tòa bảo khố trên không trung của Linh Thiên Kiếm Tông, còn phải để ý linh thạch. Nhếch miệng cười nói, ta biết ý tốt của ngươi, cảm ơn. Nhưng ta vẫn thích đi lên tầng 3 ăn cơm hơn, người sắp xếp giúp ta đi. Nói xong Dương Bách Xuyên tùy tay lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm ném cho nữ tử, hắn biết mặc dù nữ tử là phàm nhân nhưng lại là nhân viên phục vụ, kiếm cơm ăn ở chỗ này. Có được một viên thượng phẩm linh thạch làm tiền hoa hồng, nữ tử vô cùng vui vẻ, vội vàng nói Dương Bách Xuyên chờ một chút, trên tầng 3 có nhân viên chuyên môn tiếp đãi, một nhân viên phục vụ phàm nhân như nàng ta không có tư cách đi lên. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ không để ý, đứng tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu nữ tử đi đến, bên cạnh nàng ta là một nữ tử nguyên anh cảnh, từ trang phục ăn mặc vẫn là nhân viên nhưng càng thêm cao cấp. Nguyễn Linh Hoa kính chào tiền bối, mời tiền bối đi theo ta đãn tiền bối đi lên tầng 3. Tu sĩ nguyên anh cảnh tên là Nguyễn Linh Hoa mỉm cười đúng mực hành lễ nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nói, làm phiền. Cuối cùng hắn cũng hiểu, cấp bậc của tửu lầu này rất nghiêm ngặt, mỗi một tầng sẽ có nhân viên phục vụ tương ứng tiếp đãi, hiển nhiên nữ tử lúc trước là phàm nhân, phụ trách tiếp đãi tầng 1. Còn Nguyễn Linh Hoa tu vi nguyên anh trước mắt lại là người phục vụ phụ trách tiếp đãi tầng 3, mỗi người có chức trách riêng, phục vụ một chọi một, điều này làm cho Dương Bách Xuyên không khỏi cảm thán, ngành dịch vụ ở tu chân giới không hề kém cạnh so với ở địa cầu.
đi theo Nguyễn Linh Hoa lên tầng 3, Dương Bách Xuyên mới phát hiện tầng 3 của Tửu Lầu Tinh Thần có một động thiên riêng biệt. Vừa đi lên tầng 3 đã cảm nhận được linh khí dư thừa, hình như có tụ linh trận ở đây, hơn nữa tất cả ghế lô trong tầng 3 xếp thành hình tròn quay chung quanh, chính giữa tầng 3 là một sân khấu, làm Dương Bách Xuyên cảm giác như đi vào cuộc diễn nghệ cao cấp. Ngược lại cảm thấy rất mới mẻ. Điều làm cho Dương Bách Xuyên kinh ngạc là tầng 3 rất lớn. Lớn đến mức hắn liếc mắt một cái đều là ghế lô, dày đặc hoa cả mắt. Hơn nữa bên ngoài một ghế lô đều có một nữ tử nguyên anh cảnh, hiển nhiên là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, có tổng cộng gần 100 người. Dường như Nguyễn Linh Hoa nhận ra sự kinh ngạc của Dương Bách Xuyên, vừa đi vừa cười giải thích, tiền bối, trên tầng 3 có trận pháp tụ linh, cho nên linh khí rất đầy đủ, đặc biệt là trong ghế lô, linh khí gần 10 lần bên ngoài. Toàn bộ ghế lô tầng 3 đều được sắp theo thứ tự thiên địa huyền hoàng. Tổng cộng có 108 ghế lô chữ thiên xa hoa nhất, thuộc về phòng thuê được các thế lực lớn trong thành tinh thần bao dài kỳ, không mở ra cho bên ngoài. Tiền bối có thể lựa chọn từ ghế lô chữ địa, phí dụng của ghế lô chữ địa là 500 linh thạch trung phẩm, bao gồm cả ăn cơm và những cái khác. Chữ huyền thu 300 linh thạch trung phẩm, chữ hoàng thu 100 linh thạch trung phẩm. Ghế lô có cấp bậc khác nhau sẽ có các dịch vụ khác nhau. Dương Bách Xuyên nghe xong, trong lòng co giật, nói thầm con mẹ nó, giật tiền. Tất nhiên hắn đi vào tầng 3 chỉ để làm ra vẻ, cũng để thăm dò tên Lệ Bách chỉ kia, ai biết được phí dụng của một ghế lô lại cao như vậy. Đến cũng đến rồi, cũng biết loại địa phương này không khác mấy câu lạc bộ trên địa cầu là bao, người ta cũng chỉ vì kiếm tiền, hắn cũng là người có tính sĩ diện cao. Hơn nữa hiện tại trong tay hắn không thiếu linh thạch, lúc tiêu diệt bảo khố trên không trung của Linh Thiên Kiếm Tông, hắn tiện tay cầm theo 1 vạn linh thạch trung phẩm, 500 linh thạch thượng phẩm trên người. Dương Bách Xuyên nghĩ lại tài sản của mình, nói, ngươi xếp cho ta một ghế lô cấp bậc chữ thiên đi, linh thạch không thành vấn đề. Lúc này Dương Bách Xuyên giống như một nhà giàu mới nổi. Cách nói chuyện của hắn cho người ta cảm giác ta đây có rất nhiều tiền, âm thanh có chút lớn. Bị người nghe được, ngay lập tức phía sau vang lên một tiếng cười. Phụt ca, người nghe lão nhân tóc bạc phía trước nói có giống nhà giàu mới nổi hay không? Ha ha ha, một giọng nữ như chuông bạc vang lên. Ngay sau đó một giọng nam khác quát lớn, nói tiểu muội, không được vô lễ. Dương Bách Xuyên suýt chút nữa hộc máu, quay người nhìn lại, chỉ thấy 4 mét phía sau có một đôi thanh niên, nghe giọng điệu nói chuyện của hai người, hình như là huynh muội. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn rất tức giận, đây là lần đầu tiên hắn bị người gọi là nhà giàu mới nổi, là lão nhân. Ánh mắt không vui nhìn qua, nữ tử mặc một bộ váy dài hơi vàng đỏ, có vầng sáng chớp động, hiển nhiên không phải vật phàm, có lẽ là bảo y gì đó. Nhìn tướng mạo là một thiếu nữ khoảng 18-19, nhưng tu vi lại là phân thần cảnh viên mãn. Dương Bách Xuyên còn cảm nhận được một loại hơi thở rất độc đáo trên người nữ tử này, có chút quen thuộc nhưng lại không thể nói thành lời. Ngũ quan rất tinh xảo, đôi mắt to, mũi cao, cái miệng nhỏ hồng nhuận, cho người ta một loại ảo giác là muội muội nhà bên. Da trắng như ngọc, rất dễ coi, bộ dạng không thua Thương Vũ Tình, thậm chí hơn, hoặc nói cách khác mỗi người một vẻ. Nữ tử có diện mạo khoảng 18-19 này rất đặc biệt, nhưng ở tu chân giới không thể nhìn diện mạo đoán tuổi, có lẽ thiếu nữ trước mắt chính là một lão quái vật tu luyện hơn ngàn năm. Còn thiếu niên ở bên cạnh thiếu nữ kia là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, nhìn qua rất có uy nghiêm, vẻ mặt thành thục ổn trọng, cho Dương Bách Xuyên một ấn tượng không tồi. Trong lúc Dương Bách Xuyên mang theo tức giận đánh giá hai huynh muội này, thanh niên ôm quyền xin lỗi, nói, vị đạo huynh này chớ trách, tại hạ là Hoàng Phủ Vân Phi, đây là muội muội của ta, Hoàng Phủ Vân Hà, đạo hữu đừng trách, tiểu muội bị sủng hư từ nhỏ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, nhưng cũng không có ý cười nhạo đạo hữu. Mong đạo hữu tha lỗi. Nói xong thanh niên tên Hoàng Phủ Vân Phi ôm quyền cúi người xin lỗi Dương Bách Xuyên, ánh mắt thành khẩn, cũng không có lệ. Điều này làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên rất thoải mái, có câu duỗi tay không đánh mặt người cười, người khác đã xin lỗi cũng không nên so đo. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, thôi, ta cũng không phải người nhỏ mọn. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng với thái độ của Hoàng Phủ Vân Phi, nói xong nhìn muội muội của Hoàng Phủ Vân Phi. Nhếch miệng cười nói, tiểu muội muội, tóc ta trắng nhưng ta không già. Hừ, ngươi muốn nói ngươi là thiếu niên đầu bạc, ai tin, Hoàng Phủ Vân Hà nói.
Dương Bách Xuyên ngược lại cảm thấy Hoàng Phủ Vân Hà rất thú vị. Tiểu muội không được nói bậy, nếu không lần sau không dẫn theo muội ra ngoài chơi. Hoàng Phủ Vân Phi sợ muội muội nghịch ngợm nói sai, vội vàng ngăn cản. Ở trong mắt hắn ta, mặc dù Dương Bách Xuyên là tu sĩ phân thần cảnh nhưng cũng hiểu được tu sĩ ở tu chân giới đều có sư môn đứng đằng sau, cho dù là tán tu cũng có hai ba người bạn tốt, chẳng may trêu chọc người của tông môn cường đại, mất nhiều hơn được. Muội lại không nói bậy, Hoàng Phủ Vân Hà nhếch miệng nhỏ nói thầm. Muội thật là, đạo huynh, rất xin lỗi. Hoàng Phủ Vân Phi xin lỗi, vội vàng kéo muội muội rời đi. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng đau đầu không biết làm gì với muội muội của Hoàng Phủ Vân Phi, không nhịn được bật cười, lắc đầu không để ý đến. Nhìn huynh muội Hoàng Phủ rời đi trực tiếp đi vào ghế lô chữ thiên, ánh mắt của Dương Bách Xuyên lóe lên, có thể đi vào cấp bậc chữ thiên, chắc chắn là thế lực của thành tinh thần. Hỏi Nguyễn Linh Hoa bên cạnh, Hoàng Phủ Vân Phi là con cháu của gia tộc nào trong thành tinh thần vậy? Bẩm tiền bối, gia tộc Hoàng Phủ là gia tộc lớn của thành tinh thần, nghe đồn Hoàng Phủ Vân Phi chính là thiếu gia chủ của gia tộc Hoàng Phủ Vân Hà chính là thiên kim duy nhất của gia tộc Hoàng Phủ, được coi như chân bảo, bị sủng hư, tiền bối đừng để ở trong lòng, thật ra danh tiếng của gia tộc Hoàng Phủ ở thành tinh thần không tồi. Nguyễn Linh Hoa cười giải thích một câu. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó tiếp tục đề tài vừa rồi, nói, đi thôi, sắp xếp ghế lô chữ thiên cho ta. Lúc này Nguyễn Linh Hoa cười khổ, nói tiền bối, ngài làm khó ta, ghế lô chữ thiên đều bị các thế lực lớn ở thành tinh thần bao quanh năm, hơn nữa cho dù có ghế lô trống cũng yêu cầu điều kiện nhất định mới có thể đi vào cấp bậc chữ thiên. Đầu tiên, phải có thân phận thành tinh thần, thứ hai, mỗi năm phải nộp 1 vạn linh thạch thượng phẩm để giữ gìn ghế lô, thứ ba, phải tiêu phí 10 vạn linh thạch trung phẩm mới có thể ở trong tử lầu tinh thần. Nguyễn Linh Hoa giải thích. Dương Bách Xuyên nghe xong trong lòng co giật, 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Vẫn là thôi. Khụ khụ, vậy được rồi, ta không phải người của thành tinh thần, người xếp cho ta một ghế lô chữ địa đi. Dương Bách Xuyên muốn giả làm một nhà giàu một lần, nghe thấy số lượng linh thạch khổng lồ như vậy lập tức nhụt chí. Ban đầu còn cho rằng có được bảo khố trên không trung của Linh Thiên Kiếm Tông sẽ thành nhà giàu, hiện tại xem ra giàu không thấy đâu, nhưng tiền thì vẫn có. Tên họ Dương nào đó muốn giả làm kẻ lắm tiền, kết quả hắn phát hiện ra quán trọ cao cấp ở tu chân giới là bẫy. Dương Bách Xuyên bâu ơ cho Nguyễn Linh Hoa 2 viên linh thạch thượng phẩm, sau đó nộp tiền phòng riêng 500 linh thạch trung phẩm. Đối phương sắp xếp cho hắn phòng riêng chữ địa. Dương Bách Xuyên cứ tưởng Nguyễn Linh Hoa nhận được 2 viên linh thạch thượng phẩm sẽ vui mừng cảm ơn, nào ngờ người ta chỉ hờ hững nói cảm ơn rồi thôi. Điều này khiến tên họ Dương nào đó rất tổn thương, thầm suýt xoa, sau này vẫn nên cho ít tiền bâu ơ thôi. Tuy nhiên, từ điểm này Dương Bách Xuyên đã nhìn ra tầm mắt của nhân viên phục vụ ở tầng 3 quán trọ tinh thần rất cao, đã gặp không ít kẻ giàu có. Người ta đã gặp rất nhiều kẻ tự xưng là nhà giàu mới nổi như hắn. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tên họ Dương nào đó quyết định vẫn nên khiêm tốn một chút. Xem chừng tầng 3 có không ít đại gia. Bỏ ra 500 linh thạch trung phẩm, bề ngoài tên họ Dương nào đó tỏ ra bình thản, nhưng thật ra trái tim đã thắt lại, cảm thấy mình vẫn còn quá nghèo. Sau khi Dương Bách Xuyên theo Nguyễn Linh Hoa vào phòng riêng, hắn mới cảm thấy hình như bỏ ra 500 linh thạch không uổng phí. Nói là phòng riêng, nhưng chỉ là một đại sảnh rộng 60 mét vuông. Có 2 cửa sổ lớn sát sàn ở mặt trước và mặt sau, đều là cửa sổ trong suốt được ngưng tụ từ pháp lực. Theo Nguyễn Linh Hoa giới thiệu, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, trừ khi tự mình xóa bỏ pháp lực trên cửa sổ. Nguyễn Linh Hoa giới thiệu, tiền bối, phòng riêng này có 2 cửa sổ sát sàn ở mặt trước và mặt sau. Cửa sổ mặt trước có thể quan sát sân khấu ở trung tâm tầng 3, buổi tối sẽ bắt đầu buổi biểu diễn tài nghệ. Hôm nay còn tổ chức một buổi đấu giá, tiền bối là khách quý phòng chữ địa, có thể tham dự đấu giá. Cửa sổ mặt sau có thể quan sát gần một nửa thành tinh thần bên ngoài quán trọ. Ngoài ra còn có phòng tu luyện, phòng tắm, phòng nghỉ ngơi ở 2 bên phòng khách. Tiền bối có thể ở lại căn phòng này đến ngày mai. Nếu tiếp tục ở lại thì phải giao thêm 500 linh thạch. Nếu tiền bối trọ trên 10 ngày liên tiếp thì có thể giảm 20%. Trà và thức ăn của quán trọ phải trả phí riêng. Quán trọ tinh thần chúng ta có 10 loại linh trà và 10 món ngon nổi tiếng tu chân giới, tất cả đều là chiêu bài đặc sắc,
ngoài ra dược liệu, rượu ngon, đều đầy đủ nhất thành tinh thần, tiền bối có cần thứ gì không? Nguyễn Linh Hoa vừa nói vừa vung tay, một thẻ bài trông giống ngọc nhưng không phải ngọc bay lên bàn bát tiên. Sau đó, nàng thúc giục chân khí, tức thì một màn hình lớn xuất hiện trước mặt. Linh trà, rượu thơm, món ngon, hiện ra tầng tầng lớp lớp, rõ ràng là ngưng tụ từ pháp lực nhưng nhìn rất sống động, không khác gì đồ thật, có món ăn còn bốc hơi nóng. Tên họ Dương nào đó nhìn mà chảy nước miếng. Mặt khác, hắn có cảm giác như nhìn thấy công nghệ cao từ pháp lực. Những rượu thơm món ngon ngưng tụ từ pháp lực này còn thực hơn hình ảnh 3D gấp mấy chục lần. Tuy nhiên, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy giả cả, sắc mặt lập tức xanh mét. Bên dưới mỗi dược liệu đều niêm yết giá, chỉ một chữ, đắt, hai chữ, cực đắt. Một ấm trà loại rẻ nhất trong 10 loại linh trà nổi tiếng mà lúc nãy Nguyễn Linh Hoa giới thiệu để giá 1.000 linh thạch trung phẩm, loại đắt nhất là 8.000 linh thạch trung phẩm. Thức ăn và rượu ngon cũng tương tự. Trái tim tên họ Dương nào đó thắt lại. Xem ra hắn giả giàu phải thất bại rồi. Nhưng đến cũng đến rồi, nếu không nếm thử rượu thơm món ngon thì chẳng phải là có lỗi với màn giả bộ của mình ngày hôm nay sao? Hắn hạ quyết tâm, bắt đầu gọi món. Dù sao cũng chỉ tốn linh thạch, mình mang theo 10.000 linh thạch trung phẩm, 500 linh thạch thượng phẩm, tiêu hết phân nửa là được. Cứ phá của một lần đi. Chỉ trong vài phút tên họ Dương nào đó đã gọi món xong, tính ra tiêu tốn 8.000 linh thạch trung phẩm. Sau khi Dương Bách Xuyên tiếc đứt ruột đứt gan nộp linh thạch, Nguyễn Linh Hoa mỉm cười nói, xin tiền bối chờ một lát, những món ăn này cần thời gian chuẩn bị. Ta đề nghị tiền bối đến phòng tắm tắm rửa trước, nước tắm của quán trọ tinh thần chúng ta là linh thủy suối nước nóng, còn bỏ thêm hơn 300 loại linh dược có tác dụng an thần cường thể, có lợi cho tu vi. Đến khi tiền bối tắm xong thì thức ăn cũng lên đủ. Nghe Nguyễn Linh Hoa nói vậy, tên họ Dương nào đó hơi dục dịch, nhưng vẫn vô thức hỏi, phải thu bao nhiêu linh thạch. Đành chịu thôi, thoáng cái hắn đã tiêu 8.000 linh thạch, túi tiền xẹp lép rồi. Trong lòng sợ hãi, hắn vẫn nên hỏi rõ thì hơn, tránh cho đến lúc đó không trả nổi thì ngại chết mất. Nguyễn Linh Hoa nở nụ cười xinh đẹp, tiền bối yên tâm. Phòng riêng chữ địa chỉ xếp sau phòng riêng chữ thiên của quán trọ tinh thần chúng ta. Ngoại trừ linh trà, dược liệu, rượu ngon cần thu phí, những dịch vụ khác đều miễn phí, ngài cứ hưởng thụ thoải mái. Ta đi sắp xếp cho tiền bối đây. Tên họ Dương nào đó nghe thấy hai chữ hưởng thụ, thầm nghĩ trong lòng, hưởng thụ cái khỉ gì, anh đây bỏ ra 8.000 linh thạch trung phẩm đó. Nhưng tắm được miễn phí thì triển luôn, không hưởng thụ thì uổng phí 8.000 linh thạch trung phẩm. Sau khi Nguyễn Linh Hoa xuống dưới, tên họ Dương nào đó muốn đi sang phòng bên. Khoảnh khắc mở cửa, tên họ Dương nào đó thoáng sửng sốt, lẩm bẩm một mình, chi phí có vẻ đắt, nhưng hình như cũng không tệ. Phòng tắm có diện tích 50m², không tính là nhỏ. Bên trong có một chiếc giường không biết làm từ da lông của yêu thú gì, màu vàng đất hơi tối, lông trên bề mặt vô cùng mềm mại khiến người ta vừa nhìn đã muốn nằm trên đó ngủ một giấc. Ở một bên khác là một cái hồ dài khoảng 9m, rộng tầm 3m, bốc khói trắng nghi ngút, vừa nhìn đã biết là hồ tắm. Tên họ Dương nào đó cảm nhận một lát, quả nhiên bên trong có mùi linh dược nồng đậm, Nguyễn Linh Hoa không lừa hắn. Hồ tắm lớn như vậy có thể bơi bên trong, đúng là rất tuyệt. Cả hồ tắm được chế tạo từ ngọc trắng, trông rất có đẳng cấp. Linh khí bốc lên không ngừng tụ lại không tan, hít thở cũng thấy thoải mái. Dịch vụ không kém gì câu lạc bộ cao cấp ở phàm giới, nhưng đối tượng là người tu chân nên tất nhiên về chất lượng có khác biệt. Tắm kiểu này có lợi cho cơ thể và tu vi, đương nhiên tên họ Dương nào đó sẽ không bỏ qua. Ngay khi tên họ Dương nào đó chuẩn bị cởi quần áo đi vào tắm thỏa thích, phía sau vang lên tiếng bước chân. Ai vậy? Dương Bách Xuyên hỏi theo phản xạ. Hắn quay lại nhìn, suýt thì chảy máu mũi. Chỉ thấy 4 tiểu yêu tinh xinh đẹp đi đến. Xuân, Hạ, Thu, Đông bái kiến tiền bối. Chúng ta đến phục vụ tiền bối tắm rửa, xin tiền bối cởi đồ. 4 tiểu yêu tinh yểu điệu đồng loạt khom người, đồng thanh nói. Trong mắt Dương Bách Xuyên, 4 người họ thật sự là tiểu yêu tinh, bởi vì trên người họ là yêu khí chứ không phải chân khí. Không biết bản thể là yêu tinh gì, Dương Bách Xuyên cũng không tiện kiểm tra. Ở tu chân giới,
dò xét tu vi và cơ thể đối phương khi chưa có sự cho phép là điều tối kỵ. Bốn nữ yêu tinh yểu điệu có vòng eo thon nhỏ, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, ăn mặc hở hang, thật sự khiến tên họ Dương nào đó phun máu. Hắn không ngờ quán trọ tinh thần còn có trò này. Nhất thời Dương Bách Xuyên đứng ngây ra đó, không biết phải làm sao. Có bốn tiểu yêu tinh yểu điệu phục vụ hắn tắm rửa, đây là hình ảnh quá mức khảo nghiệm mỗi người đàn ông. Tuy nhiên, tên họ Dương nào đó tự dưng cảm thấy không quen. Hắn không nói rõ được đó là cảm giác gì. Mặc dù hắn thích mỹ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp công khai như thế này. Hơn nữa, trong lúc hắn ngây người, bốn tiểu yêu tinh đã cởi đồ, trên người chỉ còn một cái yếm. Tên họ Dương nào đó nhìn thân hình linh hoạt và quyến rũ của bốn tiểu yêu tinh, không kìm được nuốt nước miếng. Đây là dụ dỗ anh đây phạm tội mà. Sau đó, bốn tiểu yêu tinh bước tới, bắt đầu nhanh nhẹn cởi áo cho hắn. Trong lúc Dương Bách Xuyên ngây người, bốn tiểu yêu tinh đã thuần thục cởi hết quần áo cho hắn. Tên họ Dương nào đó trần như nhộng, mơ mơ màng màng bị kéo tới hồ tắm. Một đôi tay mềm mại bóng bẩy chạm vào người hắn. Toàn thân tên họ Dương nào đó như bị điện giật. Đột nhiên hắn giật mình choàng tỉnh, vội vàng tránh khỏi bốn tiểu yêu nũng nịu, khụ khụ. À ơm, bốn người các ngươi ra ngoài đi, ta không quen có người tắm cho ta. Nhìn bốn gương mặt vẫn còn nét non nớt, Dương Bách Xuyên lập tức biết được tại sao mình lại thấy không quen. Hắn không phải thánh nhân, nhưng cũng hiểu quán trọ sắp xếp như vậy là có ý gì. Mặc dù họ là bốn cô gái yêu tộc, nhưng nhìn tướng mạo cũng chỉ mới 13-14 tuổi. Hơn nữa, yêu đan trong người họ đều bị phong ấn. Dương Bách Xuyên suy nghĩ chốc lát là biết họ bị quán trọ bắt cóc hoặc là thông qua các phương thức khác giam cầm để làm kinh doanh. Trong mắt hắn, họ chỉ là bốn đứa trẻ. Hắn là người chứ không phải yêu thú, hắn không ra tay được. Cầu xin tiền bối rủ lòng thương, đừng đuổi chúng ta đi có được không? Đại nhân đã nói nếu chúng ta không làm cho khách hài lòng thì sẽ băm nát chúng ta làm đồ ăn. Hôm nay chúng ta mới hoàn thành huấn luyện đi tiếp khách, nếu không làm được thì cả bốn chúng ta chết chắc. Cầu xin tiền bối đừng đuổi chúng ta, để cho chúng ta phục vụ tiền bối tắm rửa. Một người trong số họ lên tiếng cầu xin. Ba cô gái khác cũng rưng rưng nước mắt cầu xin. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên trào dâng cảm xúc đồng cảm và thương xót. Hắn biết mình đã đoán đúng, bốn tiểu yêu này là yêu tộc bị quán trọ bắt lại và khống chế, còn không bằng nô lệ. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, sau đó hỏi, các ngươi bị quán trọ tinh thần bắt tới à? Tiểu yêu cầm đầu lắc đầu đáp, chúng ta bị đội săn yêu của phủ thành chủ bắt được, bán cho quán trọ tinh thần. Người nhà họ Lệ, trong mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng. Đúng là người nhà họ Lệ. Chúng ta vốn là hồ tộc ở dãy núi tinh thần. Trước giờ chưa từng xuất sơn, lại càng không hại người. Nhưng bọn họ lại muốn bắt chúng ta đem bán. Nghe tiểu yêu tinh, hay nói chính xác hơn là tiểu hồ ly khóc lóc kể lại, Dương Bách Xuyên mới biết việc bắt yêu tộc bán đi không chỉ có ở sơn hải giới, mà ở tu chân giới còn quá đáng hơn. Sau khi hồ ly hóa hình đều rất xinh đẹp, tu sĩ nhân tộc rất thích yêu tộc dạng này, bền mua về để song tu hoặc là dùng để hầu hạ người khác kiếm tiền giống như quán trọ tinh thần. Chuyện này giúp Dương Bách Xuyên hiểu ra người tu chân ở tu chân giới hoàn toàn không coi yêu tộc là con người, mà chỉ là nô lệ, là linh thạch, thậm chí là linh dược. Tuy Dương Bách Xuyên là nhân tộc, nhưng hắn cảm thấy hành vi này trái lẽ trời. Nhưng hắn cũng biết đây là thái độ bình thường ở tu chân giới, không phải chuyện hắn có thể thay đổi. Hắn chỉ có lòng đồng cảm với bốn tiểu yêu tinh, hơn nữa lúc này hắn càng không thể để cho bốn người họ hầu hạ mình tắm rửa vì cảm thấy tội lỗi. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Bách Xuyên nói, thế này nhé, bốn người các ngươi ra phòng khách chờ ta không quen có người khác hầu hạ mình tắm, ta sẽ giải thích cho quản sự của quán trọ, không để các ngươi bị phạt. Thật ra lúc nói những lời này, tên họ Dương nào đó cảm thấy thật ghê tởm. Ai mà chẳng thích loại phục vụ này chứ? Điều mấu chốt là hắn không vượt qua được chướng ngại tâm lý. Bốn tiểu yêu tinh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy mới yên tâm. Xoay người ra khỏi phòng tắm. Bốn tiểu yêu tinh đi rồi, nhưng tên họ Dương nào đó lại mặt nhăn mày nhó. Không có nguyên nhân gì khác, hắn bị bốn tiểu yêu tinh trêu chọc, hiện tại đang có cảm giác lửa dục đốt người.
Hắn lẩm bẩm, đáng đời, ai bảo ngươi giả vờ thanh cao. Tên họ Dương nào đó cười khổ, mắng chửi bản thân. Nói thì nói vậy chứ hắn thật sự không thể làm cái chuyện bắt nạt bé gái. Thoạt nhìn bốn tiểu yêu tinh chỉ là trẻ con 12-13 tuổi, tuy là yêu tộc nhưng sau khi hóa hình bọn họ có khác gì con người đâu. Đây là điểm giới hạn của Dương Bách Xuyên, tuy hắn thích người đẹp nhưng cũng rất kiên định. Không phải hắn là Liễu Hạ Huệ, người đẹp ngồi trong lòng mà tâm vẫn bình lặng. Người và yêu khác nhau ở chỗ con người biết liêm sỉ, giữ vững giới hạn và nguyên tắc của mình. Lúc này bốn tiểu yêu tinh đã rời đi, mặt Dương Bách Xuyên biến thành màu gan heo, đỏ lịm. Chốc lát sau, hắn đã có ý tưởng. Hắn vung tay bày kết giới trong phòng tắm, sau đó cất tiếng gọi, Thu Nhi mau ra đây cứu giá. Bỏ qua bốn tiểu yêu tinh, tên họ Dương nào đó nghĩ ngay tới Ngô Mặc Thu vẫn đang ở trong không gian bình càn khôn, lập tức gọi nàng ra ngoài cứu giá. Từ lần trước vô tình ngủ với Ngô Mặc Thu, Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền trong bí cảnh thao thiết, tên họ Dương nào đó không chạm vào Ngô Mặc Thu nữa. Không phải hắn không muốn, mà là hắn bận tu luyện. Hôm nay coi như đúng dịp. Tiên sinh, á. Ngô Mặc Thu vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp đứng vững, mới gọi một tiếng tiên sinh, thì đã bị tên họ Dương nào đó kéo vào hồ tắm. Tắm huyền ương trong truyền thuyết bắt đầu. Không lâu sau, cả phòng tắm vang lên tiếng hét càng lúc càng to. Chấm chấm chấm. Ba tiếng sau, tên họ Dương nào đó sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng tắm. Nếu không phải người ở bên ngoài quấy rầy, thì hắn sẽ ở bên trong lăn lộn cả một ngày. Còn Ngô Mặc Thu thì đã trở về không gian bình càn khôn. Nếu nàng đột nhiên xuất hiện thì không ổn, mà nàng ẩn thân trong tối lại càng không dễ. Bởi vì lúc tới đây, Dương Bách Xuyên đã nhận thấy quán trọ tinh thần có nhiều khí tức cường đại, rõ ràng là có cao thủ trấn giữ quán trọ. Nếu Ngô Mặc Thu bị người ta phát hiện thì không tránh khỏi rắc rối. Cửa mở ra, Nguyễn Linh Hoa và bốn tiểu yêu tinh đang đứng trong phòng khách, trên bàn bát tiên đã bày đầy thức ăn. Tiền bối không hài lòng về sự phục vụ của bốn người Xuân, Hạ, Thu, Đông sao? Nguyễn Linh Hoa hỏi. Dương Bách Xuyên biết Xuân, Hạ, Thu, Đông là tên của bốn tiểu hồ yêu, cũng hiểu ý của Nguyễn Linh Hoa. Nếu hắn trả lời là không hài lòng, thì lát nữa bốn tiểu hồ yêu nhất định sẽ gặp họa. Không phải, ta không quen có người hầu hạ khi tắm nên bảo họ chờ ngoài phòng khách. Hắn đồng cảm với bốn tiểu hồ yêu, đương nhiên sẽ không nói là không hài lòng. Bốn tiểu hồ yêu nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng nhân viên quán trọ huấn luyện các nàng đối xử với các nàng vô cùng nghiêm khắc. Nguyễn Linh Hoa mỉm cười, nhìn bốn tiểu hồ yêu, hầu hạ thật tốt biết chưa? Chúng ta biết rồi, đối mặt với nhân viên phục vụ Nguyễn Linh Hoa của quán trọ, cả bốn tiểu hồ yêu đều nơm nớp lo sợ, đủ thấy vận mệnh sau khi bọn họ trở thành yêu nô. Điều này khiến Dương Bách Xuyên đồng cảm. Đến nay mấy Thái Châu nữ được hắn cứu ở thành Yêu Quang năm xưa vẫn còn sống trong không gian bình càn khôn, không ra ngoài. Thái Châu nữ cũng thuộc yêu tộc, là yêu nô. Bốn tiểu hồ yêu này cũng vậy, số phận tương đồng. Dương Bách Xuyên không tán thành hành vi bắt nạt nữ yêu nhỏ yếu, nhưng tiếc là hắn không thể thay đổi. Chấm chấm chấm. Tiền bối, thức ăn đã lên đủ, mời tiền bối thong thả dùng bữa. Ở sân khấu trung tâm có ca múa trợ hứng, ngài có thể thưởng thức. Một lát nữa có bán đấu giá, nếu tiền bối muốn đấu giá thiên tài địa bảo gì thì chỉ cần ấn chuông đấu giá trên bàn là được. Ta nghe nói lần này có thiên tài địa bảo thượng hạng, hy vọng tiền bối đừng bỏ lỡ. Đương nhiên nếu tiền bối có thiên tài địa bảo cũng có thể ủy thác cho quán trọ của chúng ta bán đấu giá. Một khi bán đấu giá thành công, quán trọ của chúng ta chỉ thu 2 phần chi phí, giá cả phải chăng? Nguyễn Linh Hoa vô cùng nhiệt tình giải thích cho Dương Bách Xuyên. Nhưng làm sao Dương Bách Xuyên lại không biết nàng ta đang lôi kéo mối làm ăn cho quán trọ chứ? Có điều hắn thật sự cảm thấy hứng thú với buổi đấu giá của tu chân giới, ít nhất cũng có thể mở mang kiến thức. Hơn nữa, Nguyễn Linh Hoa nhắc tới ủy thác bán đấu giá khiến Dương Bách Xuyên nảy ra một ý. Hắn có chân đan hóa linh và đan triều nguyên, có thể thử xem sao. Lỡ như có thể bán được giá tốt thì hắn sẽ có linh thạch, mà có linh thạch thì có thể đấu giá. Ai mà biết được liệu trong buổi đấu giá của quán trọ này có xuất hiện những thiên tài địa bảo có ích với mình hay không? Trong tay còn có 9 viên chân đan hóa linh,
Dương Bách Xuyên giữ lại cũng không có nhiều tác dụng với mình, vì vậy hắn dự định bán đấu giá hết. Còn đan triều nguyên thì rất quý giá, còn lại 5 viên, hắn định giữ lại cho mình 2 viên, bán đấu giá 3 viên. Đương nhiên đan kinh cức thần hồn luyện chế lần trước chỉ còn lại 1 viên, Dương Bách Xuyên không định bán đấu giá. Sau khi đưa ra quyết định, Dương Bách Xuyên hỏi Nguyễn Linh Hoa, quán trọ của các ngươi có thể thay mặt bán đấu giá đan dược sao? Nguyễn Linh Hoa thuận miệng đáp, tất nhiên là được. Từ trước đến nay đan dược luôn là đồ hiếm ở tu chân giới. Chẳng hay tiền bối muốn bán đấu giá đan dược gì, đẳng cấp ra sao? Một loại đan dược giúp cảnh giới phân thần và cảnh giới hợp thể có thể nâng cao tu vi, tên là chân đan hóa linh, một lọ 9 viên. Một loại khác tên là đan triều nguyên, tổng cộng 3 viên, tu sĩ độ kiếp sơ kỳ dùng có thể tăng một cấp. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa vung tay. Hai loại đan dược xuất hiện trên bàn. Hắn mở lọ đan dược ra, tức thì cả phòng riêng nồng nàn mùi thuốc ngất ngây. Sắc mặt Nguyễn Linh Hoa chợt thay đổi, chuyển sang vui mừng. Vốn dĩ nàng ta chỉ nói theo thói quen nghề nghiệp mà thôi, không ngờ Dương Bách Xuyên thật sự có đồ giao cho quán trọ bán đấu giá, hơn nữa còn là đan dược. Đan dược cũng được thôi, tuy hiếm nhưng không phải không có. Nàng ta cứ ngỡ chỉ là một ít đan dược cấp thấp. Nhưng không ngờ cảnh giới phân thần và cảnh giới hợp thể đều có thể dùng. Một loại khác càng ghê gớm hơn, có thể giúp tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tăng một cấp. Đây là khái niệm gì? Cả tu chân giới chẳng có mấy tu sĩ độ kiếp kỳ. Nhất là tu sĩ cấp cao bậc này thăng cấp tu luyện, càng về sau càng gian nan. Thường thì một cảnh giới nhỏ sẽ mất 180 năm, thậm chí hơn mấy trăm năm, cả nghìn năm cũng chưa chắc tăng lên một cấp. Vậy mà Dương Bách Xuyên lại nói đan triều nguyên có thể giúp tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tăng một cấp. Đan dược này thật ghê gớm. Vốn dĩ nàng ta cho rằng Dương Bách Xuyên chém gió, nhưng khi lọ đan dược mở ra, Nguyễn Linh Hoa lập tức biết 89 phần 10 là hắn nói thật. Nhưng tu vi của nàng ta thấp, không thể phân biệt được. May mà quán trọ có luyện đan sư chuyên môn, Nguyễn Hoa Linh vội vàng nói, xin tiền bối chờ một lát. Đan dược cao cấp bậc này, ta không quyết định được. Phải mời luyện đan sư của quán trọ tới. Được, người đi đi, ta chờ. Dương Bách Xuyên gật đầu. Nguyễn Linh Hoa vội vã rời đi. Dương Bách Xuyên ngồi cạnh bàn, bốn tiểu hồ yêu cuống quýt rót rượu gắp đồ ăn cho hắn. Hắn bắt đầu hưởng thụ đãi ngộ cao cấp. Không biết là rượu gì mà uống vào có linh khí tràn trong bụng. Hắn ăn thức ăn, sau khi thức ăn vào bụng cũng hóa thành linh khí tinh khiết. Dương Bách Xuyên thầm nói, quả là đáng giá. Tiêu 8.000 linh thạch trung phẩm cũng không uổng. Trong lúc hắn đang hưởng thụ, Nguyễn Linh Hoa đã tới, còn có một lão giả khoảng 60 tuổi đi cùng. Dương Bách Xuyên nhìn ra lão giả là người tu chân độ kiếp sơ kỳ. Người này vừa vào phòng lập tức chắp tay nói với Dương Bách Xuyên, xin chào đạo hữu. Lão hủ là quản sự của quán trọ tinh thần, nghe nói đạo hữu có đan dược cần quán trọ của chúng ta bán đấu giá thay. Vì vậy ta đến xem thế nào. Đối phương là quản sự của tử lâu, điểm quan trọng vẫn là tu sĩ độ kiếp kỳ, Dương Bách Xuyên cũng không dám chậm trễ, đứng dậy đáp lễ, đạo hữu khách khí, đan dược lại phải nhờ đạo hữu xem xét. Quản sự cầm lấy đan dược mở ra xem xét, sau đó hai mắt tỏa sáng, hai tròng mắt hiện lên sự kinh ngạc. Sau nửa ngày mới buông ra, nói, đan dược của đạo hữu thật sự cao siêu. Lão hủ cũng coi như là người nghiên cứu luyện đan hơn ngàn năm, nhưng đến nay vẫn chưa luyện chế ra được loại đan dược có phẩm chất tinh khiết như vậy. Đặc biệt là hoa văn trên đan, văn lạc rõ ràng, mùi hương say lòng người, đây là đan dược có thể sánh ngang với đan kiếp đúng không? Tầm nhìn của đạo hữu rất tốt, đan ban đầu tên là đan triều nguyên, là đan dược đã trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp, một loại khác tên là chân đan hóa linh, chưa trải qua lễ rửa tội của đan kiếp. Dương Bách Xuyên nói đúng sự thật. Đạo hữu yên tâm, tử lâu của chúng ta chắc chắn sẽ bán đấu giá tất cả các đan dược của đạo hữu với giá tốt, đây là khế ước, đạo hữu nhìn xem, nếu không có vấn đề gì chúng ta có thể điểm máu trên đó, sau đó khế ước sẽ có hiệu lực. Quản sự lấy ra một ngọc giản, Dương Bách Xuyên dùng linh thức quét, lại là một khế ước thiên đạo, chỉ cần hai bên nhỏ tinh huyết lên trên thì sẽ có hiệu lực ngay lập tức, không một bên nào có thể làm trái. Bởi vì đã bị thiên đạo giám sát, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Thiên đạo nhìn không thấy sờ không được, nhưng đối với người tu chân, thiên đạo lại là sự tồn tại chân thật, không phải chuyện đùa. Ai cũng không dám vi phạm.
Nội dung cũng đơn giản, ngày mai Tửu Lâu Tinh Thần sẽ thay Dương Bách Xuyên bán đấu giá đan dược, sau khi có tiền lời sẽ rút ra hai phần cho Tửu Lâu, cũng coi như công bằng. Sau khi hai người lấy mầu, khế ước sinh thành, Dương Bách Xuyên giao đan dược cho quản sự mang đi, chờ sau khi giao dịch hoàn thành sẽ tự động kết toán linh thạch. Lão hủ cáo từ, quản sự ôm quyền, sau đó nói với Nguyễn Linh Hoa, Tiểu Hoa, hầu hạ đạo hữu cẩn thận. Vâng, Tiểu Hoa đã rõ. Nguyễn Linh Hoa vội vàng nói. Đi thong thả, Dương Bách Xuyên gật đầu ý bảo quản sự đi ra ngoài. Sau đó bốn tiểu yêu tinh được Nguyễn Linh Hoa dẫn theo bắt đầu phục vụ bưng trà rót nước cho người nào đó. Trên sân khấu chính giữa đại sảnh có một nữ tử đang múa kiếm, chỉ là võ kiếm bình thường không có uy lực nhưng lại cảnh đẹp ý vui. Sau khi Dương Bách Xuyên ăn uống no nê, có tiểu hồ yêu rót linh tử, hắn vui vẻ uống sạch một ly. Nhìn thoáng qua Nguyễn Linh Hoa bên cạnh, tùy ý bảo, Nguyễn Đạo Hữu, Tửu Lâu Tinh Thần của các ngươi là sản nghiệp của phủ thành chủ Lệ ra sao? Nguyễn Linh Hoa sửng sốt lắc đầu, không phải, Tửu Lâu Tinh Thần của chúng ta là sản nghiệp dưới trước của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh, thương hội đứng thứ 3 trong 10 thương hội lớn ở tu chân giới, không phải Lệ ra. Một Lệ ra của thành tinh thần không thể đánh đồng với Thương hội Nhật Nguyệt Tinh của chúng ta, Lệ ra chỉ có một ít sinh ý qua lại với Tửu Lâu Tinh Thần của chúng ta thôi. Dương Bách Xuyên vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, Tửu Lâu Tinh Thần này nhìn qua cực kỳ không đơn giản, lo lắng nếu đây là sản nghiệp của Lệ gia hắn thật sự phải lên lại kế hoạch từ đầu, hiện tại nghe không phải thì yên tâm rồi. Tiếp tục hỏi, thì ra là vậy, Tửu Lâu Tinh Thần của các ngươi có sinh ý gì với Lệ gia? Đối với vấn đề này của Dương Bách Xuyên, Nguyễn Linh Hoa hơi trầm mặc, nhưng nghĩ lại lời dặn của quản sự, phải phục vụ tiếp đãi tốt Dương Bách Xuyên. Phải giữ vững tài nguyên đan dược này, nếu Dương Bách Xuyên có giao dịch đan dược lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, cho nên Nguyễn Linh Hoa hơi do dự một chút nhưng vẫn trả lời, Lệ gia có một tiểu đội săn yêu, cung cấp yêu nô, linh dược và các loại nguyên liệu nấu ăn cho Tửu Lâu Tinh Thần chúng ta, cũng coi như một nguồn cung ứng hàng hóa lớn của Tửu Lâu Tinh Thần. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết, thuận theo hỏi, đúng rồi, ta nghe nói dãy núi Tinh Thần được Thiên Nguyên Tông thống trị. Lệ gia đã thần phục Thiên Nguyên Tông hả? Dương Bách Xuyên tùy ý hỏi xong, dứt khoát bảo Nguyễn Linh Hoa ngồi xuống tâm sự với hắn, hoàn toàn giả vờ bộ dáng tò mò. Nguyễn Linh Hoa thấy Dương Bách Xuyên mời ngồi xuống nói chuyện phiếm, ở trong mắt nàng ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một người hay hóng chuyện, nên cũng không để ý, sau khi ngồi xuống nói, đó là trước kia, một năm trước Thiên Nguyên Tông đã bị người diệt tông, cho dù là lúc Thiên Nguyên Tông còn tồn tại. Nghe nói Lệ gia và Thiên Nguyên Tông cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Nghe đồn thực lực của Lệ gia chỉ đứng sau tông môn cấp 1, Thiên Nguyên Tông cũng không dám dễ dàng trở mặt, cho nên trong lúc Thiên Nguyên Tông thống trị, Lệ gia cũng chỉ thần phục ở mặt ngoài. Trước kia Lệ gia xuất thân từ tinh thần môn, kết quả tinh thần môn bị Thiên Nguyên Tông 5.000 tuổi đánh bại, từ đó về sau Lệ gia càng trở nên độc lập, nhưng một năm rưỡi trước nghe nói tinh thần môn lại rời núi. Có một sư tổ gì đó của tinh thần môn trở về, có lẽ tinh thần môn sẽ lại bước lên đài lần nữa. Nhưng có lẽ Lệ gia sẽ không trở thành phụ thuộc, bởi vì Lệ gia có con đường cung phục, còn có lão tổ tông gì đó, có thế lực rất cường đại. Nguyễn Linh Hoa cũng là một đảng thích tám chuyện, lưu loát kể tất cả mọi chuyện biết được cho Dương Bách Xuyên nghe. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng coi như có đổi mới sâu hơn về Lệ gia. Từ miệng của Nguyễn Linh Hoa biết được một tin tức quan trọng là Lệ gia có một lão tổ tông gì đó, nếu là như vậy thì có chút khó làm, cũng không biết có cấp bậc gì. Tin tức Lệ gia có lão tổ tông có đáng tin hay không? Tu vi là gì? Dương Bách Xuyên truy vấn hỏi. Nguyễn Linh Hoa lắc đầu, ta cũng chỉ nghe nói thôi, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dương Bách Xuyên có chút thất vọng nhưng cũng không làm khó Nguyễn Linh Hoa. Dù sao nàng ta cũng chỉ là một nhân viên phục vụ của Tửu Lâu Tinh Thần, tu vi không quá cao, chỉ biết được như vậy. Tại sao ta nghe nói danh tiếng của Lệ gia ở thành tinh thần không tốt lắm? Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Nguyễn Linh Hoa nhỏ giọng nói, chỉ có thể nói sau khi Lệ gia cường đại, cách làm việc không hề cố kỵ. Câu này cũng đã đủ thuyết minh tất cả, Dương Bách Xuyên cũng không hỏi nhiều. Đúng lúc này chính giữa đại sảnh tầng 3. Một âm thanh vang lên, các vị đạo hữu, tiếp theo sẽ là hội đấu giá được Tửu Lâu Tinh Thần tổ chức. Hội đấu giá của Tửu Lâu Tinh Thần chúng ta đã được tổ chức mấy ngàn năm nay, danh dự rất cao, thiên tài địa bảo tuyệt đối là hàng thật giá thật,
các thế lực lớn của thành tinh thần đều biết rõ, cho nên các bằng hữu mới đến yên tâm, không lừa giả dối trẻ. Bán đấu giá được tiến hành dưới phương thức cạnh tranh, hãy lấy ra kiện bảo vật đầu tiên. Chủ trì bán đấu giá là một nam tử trung niên, nói năng nhanh nhẹ, gương mặt hồng hào. Theo lời nói của người chủ trì, một nữ tử quyến rũ mặc trang phục cổ bưng một cẩm bàn lên, cẩm bàn được phủ bởi vải đỏ nên không ai biết bên trong là gì. Sau khi nữ tử cẩn thận đặt cẩm bàn lên bàn trống thì rời đi. Lúc này người chủ trì ra vẻ thần bí, nói các vị đạo hữu, trước khi bán đấu giá, ta sẽ nói trước về kiện bảo bối đầu tiên này. Thật ra bảo bối này mới vừa gia nhập đấu trường đấu giá nửa canh giờ trước, bởi vì nó vô cùng đặc thù khó có được cho nên sau khi chúng ta bàn bạc, sẽ đặt bảo vật này ở vị trí bán đấu giá đầu tiên. Nói xong người chủ trì vạch vài đỏ ra. Dương Bách Xuyên nhìn xuyên qua cửa sổ phòng thuê nhìn thấy kiện hàng đấu giá đầu tiên chính là chân đan hóa linh của mình. Ngay sau đó người chủ trì mở bình đan dược ra, đổ ra mộ viên chân đan hóa linh, lớn tiếng nói các vị, xin hỏi dược thơm không? Hắn ta vừa nói xong, tất cả mọi người trong các phòng đều ngửi được mùi thơm say lòng người của đan dược, ngay lập tức tiếng kinh hô vang lên khắp bốn phía, ồn ào hỏi đây là đan dược gì, thúc giục bán đấu giá. Người chủ trì cười nói, được, ta cũng không úp mở nữa, chân đan hóa linh có tổng cộng 9 viên, trải qua sự giám định của luyện đan đại sư, hoàng đại sư của tử lầu chúng ta, chân đan hóa linh có tác dụng tăng tu vi của tu sĩ phân thần cảnh và hợp thể cảnh. Một phân thần cảnh sơ kỳ dùng một viên chân đan hóa linh, nếu là người có thiên sư chắc tuyệt có thể tăng lên 3 giai, hợp thể cảnh sơ kỳ dùng sẽ tăng lên nửa giai, thực sự là bảo đan. Một lọ có tổng 9 viên đan dược. 9 viên được đấu giá cùng nhau, giá thấp nhất là 9.000 linh thạch trung phẩm, một lần tăng là 1.000 linh thạch trung phẩm, ai ra giá cao thì được, không có giới hạn giá, bắt đầu trả giá. Keng. Người chủ trì nói xong, ánh sáng chợt lóe, trong tay xuất hiện một cái kẻng đồng, gõ một tiếng vang. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng kích động, hắn còn đang nghĩ một lọ chân đan hóa linh nhiều nhất cũng chỉ bán được 3.000 linh thạch trung phẩm. Không nghĩ đến giá quy định đã là 9.000, tăng giá thấp nhất 1.000 linh thạch trung phẩm, chuyện này vượt xa dự đoán của hắn. Cũng lo lắng không biết có người ra giá không, kết quả tiếng kẻng của người chủ trì vừa dứt, hắn liền biết chính mình lo lắng dư thừa. Chỉ nghe thấy âm thanh đầu tiên vang lên, 1.000.000 linh thạch trung phẩm. Một lọ chân đan hóa linh đấu giá vượt qua tưởng tượng của Dương Bách Xuyên, ngay từ đầu giá tăng là 1.000 trung phẩm linh thạch. Đến lúc này giá tăng điên cuồng vượt qua 5.000. Rất nhanh đã lên đến 6.000.000 linh thạch trung phẩm, cuối cùng đạt đến 9.000.000 linh thạch trung phẩm mới thành giao. Tầng 3 đều là phòng thuê nên Dương Bách Xuyên cũng không biết là ai mua chân đan hóa linh, hắn cũng không thèm để ý, trong lòng chỉ còn hai chữ vui vẻ. Hắn không ngờ được 9 viên chân đan hóa linh có thể bán đấu giá ra được 9.000.000 linh thạch trung phẩm, trong lúc nhất thời giống như thấy được một con đường thênh thang xuất hiện trước mặt hắn. Từ đông đảo các tu sĩ giàu có cạnh tranh chân đan hóa linh có thể nhìn ra được tài nguyên đan dược của tu chân giới thật sự thiếu thốn, đặc biệt là đan dược cấp cao. Tu luyện đến hậu kỳ, lượng linh khí cần thiết càng thêm khổng lồ, hiện tại hắn là phân thần cảnh đại viên mãn, chỉ đại viên mãn thôi mà chân khí trong đan điền còn chưa đủ một nửa, muốn đột phá lên hợp thể cảnh sơ kỳ, chân khí phải đầy. Chân khí muốn tràn đầy cần phải có lượng linh khí khổng lồ nên các đan dược linh thạch thiên tài địa bảo chính là thứ rất cần thiết, hiện tại có con đường luyện đan bán đấu giá này thì có thể giải quyết được vấn đề của hắn. Chỉ 9 viên chân đan hóa linh đã có thể mang về cho hắn 9.000.000 viên linh thạch trung phẩm, Dương Bách Xuyên có thể cầm số linh thạch đó đi mua sắm dược liệu để tiếp tục luyện chế, ít nhất có thể luyện chế được 2 lò đan dược, cuộc mua bán này quá có lời. Thứ hắn trả giá chỉ là luyện đan. Đối với hắn không thành vấn đề. 9.000.000 linh thạch đã nằm trong tay, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có loại hoảng hốt không kiên định. Hội đấu giá của tử lầu không chỉ bán đấu giá mỗi đan dược, đây mới chỉ là bắt đầu, có rất nhiều thiên tài địa bảo được bán đấu giá. Nếu xuất hiện thiên tài địa bảo gì đó, Dương Bách Xuyên cũng có đủ linh thạch để tham dự đấu giá. Cho nên tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất tốt. Hơn nữa hắn đưa ra hai loại đan dược. Đan dược chính đan triều nguyên còn chưa lên sân khấu. Từ phương diện khan hiếm của đan dược mà nói thì có lẽ đan triều nguyên là có 102, khi đấu giá giá cả sẽ càng cao. Bởi vì cỏ ngũ khí triều nguyên chỉ còn một gốc cây,
còn hai cây ở núi ngũ hành chưa thành thục, hiện tại chỉ có 3 viên đan triều nguyệt. Hơn nữa nó còn là đan dược cấp cao giúp tu sĩ độ kiếp kỳ tăng lên tu vi, tất nhiên sẽ tốt hơn chân đan hóa linh. Phải biết rằng tu sĩ độ kiếp kỳ chính là cao thủ đã trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp, từ khía cạnh nào đó mà nói thì cảnh giới độ kiếp kỳ chính là tu sĩ cao đẳng hậu kỳ của tu chân giới, bất kể là tu vi hay tài phù hoặc đối với sự gia tăng thực lực hậu kỳ đều vượt xa tu sĩ hợp thể và phân thần. Hiện tại Dương Bách Xuyên rất mong đợi đan triều nguyên có thể bán được giá tốt. Trong phòng thuê Nguyễn Linh Hoa cười mở miệng nói, chúc mừng tiền bối bán được giá cao. Nguyễn Hoa Linh cũng không nghĩ đến đan dược của Dương Bách Xuyên sẽ bán đấu giá được số linh thạch lớn như vậy, hâm mộ chúc mừng Dương Bách Xuyên. Ha ha, nhờ phúc, ha ha, đây cũng có công lao của ngươi. Nói xong, Dương Bách Xuyên vung tay lên, 10 viên linh thạch xuất hiện trên bàn, coi như tiền hoa hồng cho Nguyễn Linh Hoa. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. 10 viên linh thạch thượng phẩm, đối với Nguyễn Linh Hoa đây không phải một số lượng nhỏ, kiếm ăn ở Tửu Lâu Tinh Thần là kiếm tiền hoa hồng, nhưng 10 viên linh thạch thượng phẩm tuyệt đối rất hiếm, cách lần đạt được tiền hoa hồng 10 viên linh thạch thượng phẩm cũng đã hơn 100 năm, năm đó gặp được một vị công tử đứng đầu một tông môn đánh thưởng. Trong lúc hai người nói chuyện, người chủ trì lại mở miệng nói, các vị không đấu giá được cũng đừng nản lòng, có một tin tức rất tốt muốn nói cho mọi người. Tiếp theo sẽ có một loại đan dược cao cấp tên là đan triều nguyên. Đan triều nguyên và chân đan hóa linh vừa rồi đều xuất phát từ một vị đạo hữu, nhưng cao cấp hơn. Đan dược chủ lần này chính là đan dược độc hữu được luyện chế từ cỏ ngũ khí triều nguyên. Cỏ ngũ khí triều nguyên được dựng dục sinh ra từ linh khí ngũ hành của thiên địa, cho nên mới có 102, đan triều nguyên có 3 viên, chia thành 3 lần bán. Điều ta muốn nói cho các vị đạo hữu là đan triều nguyên có thể dùng cho hầu hết các tu sĩ độ kiếp kỳ, một viên đan triều nguyên có thể giúp tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tăng lên trung kỳ, có thể nói là tiên đan, hơn nữa còn là đan dược đã trải qua lễ rửa tội đan kiếp. Hiện tại bắt đầu đấu giá, đan triều nguyên không đặt giá thấp nhất, người trả cao sẽ có được, bắt đầu, keng. Tiếng kẻn đồng vang lên rồi dứt. Nhưng toàn trường lại chìm vào trong yên tĩnh. Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút căng thẳng, đúng lúc hắn cho rằng không ai đấu giá đan triều nguyên, cuối cùng cũng có âm thanh đấu giá đầu tiên vang lên. 10.000 linh thạch trung phẩm. Điều này làm Dương Bách Xuyên yên tâm. Hiện tại hắn đã biết không phải không ai đấu giá, mà là toàn trường đều bị chấn động mạnh bởi đan triều nguyên. Dù sao cũng là đan dược có thể giúp tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tăng lên một giai tu vi, rất nhiều người coi đây là đan dược nghịch thiên. Dựa theo lời nói của Nguyễn Linh Hoa, bởi vì hôm nay có hội đấu giá nên gần như tất cả các thế lực lớn bé ở đại địa tinh thần đều đến. Trong những thế lực đó không thiếu cao thủ chấn giữ, ví dụ như tu sĩ độ kiếp kỳ. Nhưng tu luyện gian nan, rất nhiều người dừng ở độ kiếp sơ kỳ mấy chục mấy trăm năm, tu sĩ độ kiếp sơ kỳ nhiều nhưng trung kỳ lại rất ít. Có thể bước vào trung kỳ, đây là suy nghĩ của rất nhiều lão quái vật chấn giữ trong các thế lực lớn bé. Mọi người đều biết đan dược có thể tăng tu vi, nhưng đan dược có thể tăng lên tu vi độ kiếp kỳ là lông phượng sừng lân, cho dù có được loại đan dược này, bình thường đều bị các thế lực đứng đầu nắm giữ trong tay, làm gì sẽ đến lượt các thế lực nhỏ như bọn họ. Cho nên sau khi công hiệu của đan triều nguyên được công bố, rất nhiều người bị chấn động mạnh, muốn từ bỏ tất cả cũng phải đấu giá được viên tiếp theo. Không nghe người chủ trì nói sao, chỉ có 3 viên đan dược, bỏ lỡ sẽ không còn. Còn công hiệu của đan dược, không ai nghi ngờ điều đó cả, Tửu Lâu Tinh Thần có bối cảnh lớn, hơn nữa danh dự vẫn luôn rất tốt, nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ sai. Nếu người chủ trì nói một viên đan triều nguyên có thể giúp tu sĩ độ kiếp tăng lên một cảnh giới, vậy chắc chắn không sai. 10.000 2.000 2.800 Trong nháy mắt ghế lô tầng 3 nổ tung chảo, trực tiếp mở cửa sổ đứng kêu giá. 3 phút ngắn ngủi, giá cạnh tranh tăng lên 30.000 linh thạch trung phẩm mới chậm lại. 40.000 Một âm thanh to lớn vang dội vang lên, trực tiếp bỏ thêm 10.000 linh thạch. Dương Bách Xuyên đứng dậy mở cửa sổ ra xem, lập tức vui vẻ, người kêu 90.000 lại là người quen, chính là Hoàng Phủ Vân Phi. 50.000 linh thạch trung phẩm. Lại một âm thanh vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn qua, cũng rất quen mặt. Chính là Tam Công Tử Lệ Gia Lệ Bách Trì, còn khiêu khích nhìn Hoàng Phủ Vân Phi.
Đột nhiên Dương Bách Xuyên hiểu ra, hình như Lệ Gia và Hoàng Phủ Gia không hợp mắt nhau. Hỏi Nguyễn Linh Hoa, Lệ Gia và Hoàng Phủ Gia có xích mích hay không? Nguyễn Linh Hoa nói, Lệ Gia và Hoàng Phủ Gia rất ghét nhau, lại nói ở thành tinh thần, thực lực của Hoàng Phủ Gia cũng chỉ đứng sau Lệ Gia, nghe đồn nếu không phải Lệ Gia nắm giữ quyền to ở Phủ Thành Chủ, có lẽ còn kém hơn gia tộc Hoàng Phủ. Nghe nói gia tộc Hoàng Phủ có ít nhất 5 vị cao thủ độ kiếp kỳ, thậm chí có cả địa tiên. Hơn nữa thành tinh thần vẫn có lời đồn, trước khi thành tinh thần được xây dựng, gia tộc Hoàng Phủ chính là dân gốc ở đây, nhưng sau khi thành lập thành tinh thần môn lại để Lệ Gia làm chủ nên hai nhà luôn có mâu thuẫn. Nghe Nguyễn Hoa Linh nói vậy, Dương Bách Xuyên bình thường trở lại, trách không được Lệ Bách Chỉ khiêu khích Hoàng Phủ Vân Phi. Lúc này Hoàng Phủ Vân Phi tiếp tục hô, 6 vạn. Ha ha, 7 vạn, Lệ Bách Chỉ bình tĩnh tăng giá. Rất nhiều người không theo kịp, bởi vì hai đầu sỏ đứng đầu Hoàng Phủ Gia và Lệ Gia tranh chấp, phần lớn thế lực hoặc nể tình hoặc biết so không được hai nhà này. 8 vạn, Hoàng Phủ Vân Phi tiếp tục. 10 vạn, lúc này Lệ Bách Chỉ trực tiếp hô 10 vạn, tăng lên 2 vạn. Ngay sau đó Hoàng Phủ Vân Phi yên lặng, hình như bị Lệ Bách Chỉ đè ép một đầu. Nhưng Dương Bách Xuyên cong khóe miệng, hô, 10 vạn 0.1 ngàn. Vừa hô xong, sắc mặt Lệ Bách Chỉ trầm xuống, đằng đằng sát khí nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Bốn phía cũng vang lên âm thanh nghị luận, Hoàng Phủ gia tộc và Lệ Gia tranh giá, mọi người đều biết không xen vào nổi, không nghĩ đến thật sự có người dám cạnh tranh, hơn nữa chỉ tăng 1 ngàn, đây rõ ràng đang đánh vào mặt Lệ Bách Chỉ. Nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sát khí hận không thể giết người của Lệ Bách Chỉ với cửa sổ phòng đối diện, khóe miệng Dương Bách Xuyên khẽ cong lên, hắn thực sự ghê tởm loại người như Lệ Bách Chỉ. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đối đầu với Lệ Gia, hắn không quan tâm cho lắm. Với cả hiện giờ đang đấu giá đan dược của mình, không phải làm như vậy cũng là để bán được giá tốt sao? Hắn cũng đoán được Lệ Bách Chỉ sẽ tiếp tục theo giá, bởi vì hắn nhìn ra được. Người Lệ Gia rất muốn giữ thể diện, nhất là trong những trường hợp như thế này. Từ việc Lệ Bách Chỉ khiêu khích Hoàng Phủ Vân Phi, có thể thấy, Lệ Bách Chỉ là người sĩ diện muốn chết, có lẽ trong mắt Lệ Gia bọn họ, Lệ Gia chính là đệ nhất gia tộc của thành tinh thần, nếu họ thất bại trong việc đấu giá đan triều nguyên thì sẽ là chuyện rất mất mặt mũi. Lệ Bách Chỉ vào phòng riêng, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dương Bách Xuyên, trong mắt hắn ta là một sự khiêu khích công khai. Đi điều tra xem con rán đất ở phòng đối diện kia từ đâu đến, dám tranh giành với Lệ Bách Chỉ ta, xem ra hắn ta muốn chết rồi. Lệ Bách Chỉ phân phó một thuộc hạ đứng sau. Vâng, thiếu gia chờ chút, ta sẽ đi điều tra ngay. Chấm 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 chấm. Cũng vào lúc này ở trong phòng riêng của gia tộc Hoàng Phủ Vân Hà cười hì hì với Hoàng Phủ Vân Phi nói, ca ca, không ngờ cái tên nhà giàu mới nổi kia lại dám chen chân vào. Chúng ta có tiếp tục ra tay không? Hoàng Phủ Vân Phi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi theo sau, cũng cảm thấy kinh ngạc, nghe muội muội nói xong, hắn cười, muội đó, đừng vô lễ gọi người ta là nhà giàu mới nổi như vậy, ta thì lại thấy vị đạo hữu kia rất thú vị, dám xen vào lúc này, tăng giá thêm 1.000 linh thạch, rõ ràng là một cái tát vào mặt Lệ Bách Chỉ. Người dám thách đấu với Lệ Gia, đó sẽ là bằng hữu của gia tộc Hoàng Phủ chúng ta, ở một mức độ nào đó. Người ta cũng đang trợ giúp cho Hoàng Phủ Gia chúng ta, cứ coi như đây là một phần ân tình đi. Đương nhiên phải theo giá, người Lệ Gia ai nấy đều là hạng người mắt để trên đầu, việc gì cũng đều phải tranh hạng nhất, nhưng lần này đan triều nguyên rất quan trọng với gia tộc Hoàng Phủ chúng ta, nhất định phải ra sức tranh giành, ta đã truyền tin cho phụ thân, ý của phụ thân và gia tộc là 3 viên đan triều nguyên ít nhất phải tranh được 2 viên. Nghĩ lại Lệ Gia chắc chắn cũng muốn có bằng được. Nếu vậy 100 vạn dặm quanh dãy núi tinh thần chắc chắn sẽ có sóng to gió lớn nổi lên, gia tộc Hoàng Phủ chúng ta phải tự bảo vệ mình, càng phải tìm cơ hội, cho nên để mấy vị trưởng lão trong gia tộc tăng cao tu vi là việc vô cùng quan trọng. Hoàng Phủ Vân Phi nheo mắt nói xong thì cất tiếng hô giá, 11 vạn. 12 vạn, giọng nói lạnh lùng của Lệ Bách Chỉ lại vang lên. 12 vạn lẻ 1 ngàn, Dương Bách Xuyên cười hì hì hô. Bây giờ là một cuộc chiến 3 bên. Chẳng mấy chốc giá của 1 viên đan triều nguyên đã lên tới 15 vạn linh thạch. 15 vạn, vẻ mặt Lệ Bách Chỉ u ám hô giá. Ở trong phòng riêng,
Hoàng Phủ Vân Phi cau mày nói, chúng ta từ bỏ viên thứ nhất, tranh đoạt vì thể diện thật vô nghĩa, để cho vị đạo huynh kia tranh giành cùng Lệ Bách Chỉ đi. Hoàng Phủ Vân Phi nhìn căn phòng của Dương Bách Xuyên nói. Ca ca, viên đan dược đầu tiên đã giá cao như vậy, những viên sau chẳng phải sẽ giá cao hơn sao? Bây giờ từ bỏ đấu giá có đáng tiếc quá không? Hoàng Phủ Vân Hà nói. Cũng chưa chắc, cứ chờ xem. Nói xong, Hoàng Phủ Vân Phi xoay người trở về chỗ, ngừng tranh giành. Trong phòng riêng của Dương Bách Xuyên, Nguyễn Linh Hoa đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên kinh ngạc, nàng ta không hiểu tại sao Dương Bách Xuyên lại phải tranh giành đan dược của mình. Giờ phút này Hoàng Phủ Vân Phi chịu thua, Lệ Bách Chỉ hô giá 15 vạn linh thạch trung phẩm, ngay sau đó Dương Bách Xuyên tiếp tục hô giá 15 vạn 100. 16 vạn, Lệ Bách Chỉ âm hiểm hô giá, nếu hiện giờ không phải gã ta đang ở quán trọ tinh thần thì chắc chắn lúc này gã ta sẽ xé xác Dương Bách Xuyên. 16 vạn linh thạch trung phẩm cho một viên đan triều nguyên, đây đã được coi là giá trên trời. Dương Bách Xuyên cười ha ha, sau khi đạt được mục đích, hắn không thèm do dự xoay người trở về chỗ ngồi, hắn cảm thấy 16 vạn đã là ranh giới của Lệ Bách Chỉ, nếu tiếp tục hô giá nữa, đan dược sẽ rơi vào tay mình, thấy đủ sẽ dừng lại, 16 vạn linh thạch trung phẩm đã vượt xa tưởng tượng của hắn, rất hài lòng. Nguyễn Linh Hoa nhìn thấy Dương Bách Xuyên không ra giá mà trở lại chỗ ngồi, lúc này nàng ta hiểu rõ là do Dương Bách Xuyên cố ý làm vậy. Nhưng, Nguyễn Linh Hoa nghĩ đến Lệ gia, nghĩ đến Dương Bách Xuyên ra tay ban thưởng hào phóng nên vẫn nhịn không được nhắc nhở tiền bối, ngài. Lần này xem như ngài đã đắc tội chết với Lệ gia rồi, ta kiến nghị sau khi ngài đấu giá xong thì mau chóng rời khỏi thành tinh thần hoặc là ở lại nơi khác trong quán trọ của chúng ta. Lệ Bách Chỉ kia là tam công tử của Lệ gia, tu vi đã là hợp thể cảnh trung kỳ, ỷ vào thế lớn của Lệ gia mà ở thành tinh thần này nên không có việc xấu nào mà gã ta không làm, lòng dạ độc ác. Tiền bối, hôm nay ngài xem như đã đắc tội Lệ Bách Chỉ, hắn nhất định sẽ trả thù, cả thành tinh thần e là chỉ có hai nơi có thể bảo vệ ngài, cũng có thể làm cho Lệ Bách Chỉ kiêng kỵ. Dương Bách Xuyên cười ha ha chứ không thèm quan tâm, hắn đã sớm nhìn ra, Lệ gia không có khả năng sẽ quy thuận tinh thần môn, sớm muộn gì cũng là kẻ địch nên hoàn toàn không sợ đắc tội. Trái lại, hắn lại có hứng thú với việc Nguyễn Linh Hoa nói là cả thành tinh thần chỉ có hai chỗ có thể khiến Lệ Bách Chỉ kiêng kỵ nên nhếch mép cười nói, ừ, một là quán trọ tinh thần của các ngươi, vậy một chỗ khác nữa là nơi nào? Gia tộc Hoàng Phủ, Nguyễn Linh Hoa thản nhiên nói. Gia tộc Hoàng Phủ, Dương Bách Xuyên xem thường nói, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng hắn sẽ không trốn, thậm chí còn đi đến nhà Lệ gia. Đương nhiên những chuyện này không cần phải nói ra với Nguyên Linh Hoa, chờ sau khi đám người Lý Phượng Ngọc đến, sẽ là lúc đối đầu với Lệ gia. Về phần hiện tại, trước tiên hắn dự định kiếm chút tiền từ người của Lệ gia để tiêu xài đã. Cho nên nói trắng ra chính là đặt cái bẫy cho Lệ Bách Chỉ. Mà sau khi Lệ Bách Chỉ nhìn thấy Dương Bách Xuyên xoay người ngồi lại mà không chút do dự, đầu óc gã ta nổ tung, bây giờ gã ta mới hiểu được Dương Bách Xuyên rõ ràng là cố ý làm vậy khiến gã ta tốn thêm mấy vạn linh thạch. Thuộc hạ tới báo nói cho gã ta biết, chỉ biết tên là Dương Bách Xuyên, là người nơi khác đến, ngoài ra không có tin tức gì khác, nhưng theo thông tin từ người trong quán trọ tinh thần tiết lộ, chân đan hóa linh và đan triều nguyên đều là đồ vật của tên Dương Bách Xuyên ở phòng bao đối diện. Lệ Bách Chỉ tràn ngập sát ý, gã ta biết Dương Bách Xuyên cố ý đối nghịch với gã ta, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải mang tiểu tử kia ra băm thành ngàn mảnh. Thế nhưng có tức giận cũng vô ích, 16 vạn linh thạch đã bỏ ra cũng không là gì so với sự giàu có của Lệ gia nhà gã ta, thế nhưng gã ta không quan tâm 16 vạn linh thạch, quan trọng là bị mất mặt. Vì vậy Lệ Bách Chỉ phân phó, đi xuống chuẩn bị, chờ hội đấu giá kết thúc. Nếu tiểu tử kia đi ra khỏi quán trọ thì bắt hắn lại cho ta, bổn thiếu gia sẽ cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Hội đấu giá tiếp tục, đương nhiên viên đan triều nguyên đầu tiên đã được Lệ Bách Chỉ chốt hạ với giá 16 vạn linh thạch trung phẩm. Hai viên kế tiếp, tuy là cuộc cạnh tranh cũng kịch liệt nhưng cuối cùng không được nhiều linh thạch như vừa rồi, hơn nữa thời điểm viên đan triều nguyên thứ hai được bán đấu giá. Hoàng Phủ Vân Phi xuất ra một lúc 10 vạn linh thạch trung phẩm, gây chấn động toàn bộ cuộc đấu giá, khiến cho mọi người thấy được Hoàng Phủ Vân Phi nhất định phải có được viên đan triều nguyên thứ hai, cho nên không có ai tranh đoạt.
mà Lệ Bách Trì cũng bị 10 vạn linh thạch cùng một lúc của Hoàng Phủ Vân Phi làm cho chấn động, lúc này gã ta nghĩ, lần này Hoàng Phủ Vân Phi quyết tâm có bằng được viên đan triều nguyên thứ hai. Thêm vào đó còn nghĩ nếu đan dược là do Dương Bách Xuyên cung cấp, Dương Bách Xuyên rất có thể sẽ tiếp tục ra tay gây rối, cho nên lần này Lệ Bách Trì không tranh giành, muốn để cho Dương Bách Xuyên đi đối đầu với Hoàng Phủ Vân Phi. Dù sao đan dược là đan dược của Dương Bách Xuyên, gây rối một chút cũng có thể làm cho Hoàng Phủ Vân Phi tiêu nhiều linh thạch hơn một chút. Về phần người của các thế lực khác, vừa thấy Lệ Bách Trì không còn tranh giành, cả đám lại càng không dám tranh, dù sao gia tộc Hoàng Phủ cũng là đại gia tộc, có tranh cũng tranh không lại, chi bằng quên đi thì tốt hơn. Về phía Dương Bách Xuyên, ấn tượng đối với huynh muội Hoàng Phủ Vân Phi coi như không tệ, hắn sẽ không đi gây rối, với lại những chuyện gây rối như tăng giá thì làm một lần là đủ rồi, hắn cũng không muốn một lúc đắc tội cả hai đại gia tộc ở thành Tinh Thần, muốn trở mặt với Lệ gia cũng không thể đi khiêu khích gia tộc Hoàng Phủ lúc này. Cho nên 10 vạn linh thạch trung phẩm của Hoàng Phủ Vân Phi đã chốt được viên đan triều nguyên thứ hai. Điều này làm cho Lệ Bách Trì suýt chút nữa hộc máu, trong lòng càng thêm hận Dương Bách Xuyên, ngươi dám chọc giận ta một lần, dù sao cũng phải khiêu khích Hoàng Phủ Vân Phi một chút chứ. Điều đó có phải rất bất công không? Dương Bách Xuyên vẫn cứ thế im lặng. Nghĩ đến 16 vạn linh thạch của mình và 10 vạn linh thạch của Hoàng Phủ Vân Phi, chênh lệch 6 vạn linh thạch trung phẩm. Lệ Bách Trì khó chịu giống như là nuốt phải ruồi. Món nợ này tất cả đều tính lên đầu Dương Bách Xuyên. Trong lòng gã ta hận nhưng không thể làm gì, chỉ trơ mắt nhìn dáng vẻ Hoàng Phủ Vân Phi mỉm cười, còn liếc gã ta một cái như thế coi gã ta là kẻ ngốc. Ngay sau đó, viên đan triều nguyên thứ ba cũng là viên đấu giá cuối cùng, bước vào giai đoạn ác liệt, gần như toàn bộ các thế lực đều tham gia đấu giá, cuộc đấu giá vẫn diễn ra bình thường. Cuối cùng đạt tới 14 vạn thì lại bị một gã tán tu lấy đi, kẻ tán tu này chính là tu sĩ độ kiếp cảnh, cũng không thèm để ý đến Lệ gia và Hoàng Phủ gia, dù sao hai nhà này mỗi bên đều chiếm được một viên, viên cuối cùng cũng sợ khiến cho mọi người tức giận nên không tranh giành. Hai loại đan dược cứ thế mang đến cho Dương Bách Xuyên một khoản tiền lớn là 49 vạn linh thạch trung phẩm, cho dù trừ đi hai phần phí cho quán trọ, Dương Mỗ vẫn còn gần 40 vạn linh thạch. Điều này khiến cho Dương Mỗ sau khi kết thúc đấu giá thì phá lên tiếng cười to, trong lòng thầm nghĩ phát tài rồi. So với lượng linh thạch khổng lồ, Dương Bách Xuyên trực tiếp bỏ qua ánh mắt sát ý của Lệ Bách Trì, trong lòng cười nhạo, không phải gấp, tiểu gia sớm muộn gì cũng cho ngươi một cơ hội. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục nhưng Dương Bách Xuyên đã trở thành ông trùm với 40 vạn linh thạch trung phẩm, lúc này hắn mới cảm giác mình thực sự xứng với danh nhà giàu mới nổi. Lúc trước đến quán trọ Tinh Thần, trên người có 1 vạn linh thạch trung phẩm và 500 linh thạch thượng phẩm đã cảm thấy mình rất giàu rồi, hiện tại nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Sau khi trải qua một hồi đấu giá, cũng khiến hắn biết được tu chân giới quả nhiên có rất nhiều phú hào. Chẳng hạn như Lệ gia và Hoàng Phủ gia. Trên thực tế, Lệ gia nắm giữ quyền lợi về truyền tống trận, mỗi ngày đều có từng dòng linh thạch cuồn cuộn đổ vào sổ sách, tích tụ từng ngày, có thể tưởng tượng được khối tài sản của Lệ gia sẽ như thế nào. Điều này càng khiến Dương Bách Xuyên quyết tâm muốn đánh phú hào. Nói về gốc rễ, Lệ gia là một nhánh của Tinh Thần Môn, nói trắng ra, Lệ gia chính là cẩu nô tài của Tinh Thần Môn. Theo lời Lý Phượng Ngọc kể lại, từ 5.000 năm trước Thiên Nguyên Tông tấn công Tinh Thần Môn, Lệ gia không có ai đến chi viện, kể từ đó Lệ gia cũng đã phản bội Tinh Thần Môn. Nếu Tinh Thần Môn xuất sơn sớm hơn, Lệ gia đã sớm bị thanh lý môn hộ rồi. Đáng tiếc năm đó Tinh Thần Môn bị đánh bại và bị phong ấn suốt 5.000 năm, việc thanh lý Lệ gia cũng chậm mất 5.000 năm. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên, bây giờ cũng chưa muộn. Dù sao Lệ gia cũng chỉ là một gia tộc, lẽ nào có thể xuất có một kẻ cùng đẳng cấp địa tiên với Tương Đại Bạch xuất hiện sao? Cho dù xuất hiện cũng không phải là không thể đối phó, cũng không có gì phải sợ, cho nên Dương Bách Xuyên hoàn toàn không để sự uy hiếp của Lệ Bách Trì vào mắt. Vì đã hứa với lão già sẽ chiếu cố Tinh Thần Môn thật tốt, hắn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một cách tốt nhất. Làm cho Tinh Thần Môn một lần nữa trở thành chủ nhân của khắp trăm vạn dặm dãy núi Tinh Thần. Trong đại sảnh tầng 3 của quán trọ Tinh Thần, người chủ trì tiếp tục chủ trì cuộc đấu giá. Chỉ nghe người chủ trì nói, kế tiếp sắp xuất hiện ở buổi đấu giá hôm nay chính là 10 nữ yêu nô. Giá khởi điểm là 1.000 linh thạch trung phẩm,
mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 linh thạch. Nhóm yêu nô này đều là yêu nô đã hóa hình và tiến vào nguyên anh cảnh, chính là lò luyện song tu thượng hạng, chư vị đạo hữu chớ bỏ lỡ. Theo lời giải thích của người chủ trì, 10 cái lồng sắt có pháp lực gia cố được mang lên sân khấu, trong mỗi một chiếc lồng sắt treo một nữ yêu gần như trần truồng. Dương Bách Xuyên nhìn qua những nữ yêu này, trong người chúng tràn ngập u ám, rất tuyệt vọng. Hắn thở dài trong lòng, thu hồi ánh mắt, muôn vật cạnh tranh chọn ra kẻ thích hợp để sinh tồn, tu chân giới còn tàn khốc hơn so với sơn hải giới, hắn không có cách nào quản được. Sau khi quay đầu đi, hắn cảm giác được bốn tiểu hồ yêu bên cạnh để lộ ra nỗi ưu tư đồng cảm, cả đám đều cúi đầu xuống đất. Cùng là yêu tộc, so với bốn tiểu hồ yêu trở thành công cụ kiếm tiền của quán trọ tinh thần vẫn tốt hơn đám yêu nô thượng hạng bị bán đấu giá tốt kia rất nhiều, những yêu nô kia bị người ta mua đi, trở thành lò tu luyện, sớm muộn gì cũng không thoát khỏi cái chết. Nhìn vào vẻ bi thương của bốn tiểu hồ yêu, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ, nếu bốn tiểu hồ yêu có thể bị mua ở quán trọ tinh thần, vậy cũng có thể sẽ bị mua ở nơi khác, gặp nhau là duyên phận. Dương Bách Xuyên không quản hết được đám yêu nô trên sân khấu, nhưng có thể tìm cách giữ được bốn tiểu hồ yêu bên cạnh. Không gặp thì còn dễ nói, nếu đã gặp thì bất kể như thế nào, trong lòng hắn sẽ luôn có chút không đành lòng, đối với tâm trạng tu luyện sau này cũng không tốt, dứt khoát hỏi Nguyễn Linh Hoa nói ta muốn mua bốn tiểu hồ yêu này được không? Chuyện này, cũng có thể, nhưng ta cần phải xin ý kiến quản sự. Nguyễn Linh Hoa sửng sốt, sau đó trả lời, không hiểu vì sao Dương Bách Xuyên không cần mấy thứ có sẵn trên đài đấu giá, lại chỉ muốn bốn tiểu hồ yêu này. Lập tức Nguyễn Linh Hoa nhìn bốn tiểu hồ yêu còn mang theo vẻ mặt trẻ con nhất thời trong lòng thầm nghĩ, thì ra tiền bối vẫn luôn thích loại trẻ con này sao? Đương nhiên lời này không nói ra, chỉ là cười quái dị với Dương Bách Xuyên. Đi hỏi quản sự của các ngươi đi, ta chờ. Dương Bách Xuyên cũng không biết trong lòng Nguyễn Linh Hoa đã nghĩ hắn có khẩu vị nặng. Thực ra lần này Dương Mỗ chỉ là bất ngờ có lòng lương thiện mà thôi, cũng không có bất kỳ tâm tư gì khác, tất cả những gì hắn có được chính là sự thoải mái trong tâm hồn. Có thể trợ giúp bốn tiểu hồ yêu coi như là một phần công đức, hắn có thể tưởng tượng ra vận mệnh của bốn tiểu hồ yêu nếu ở lại quán trọ tinh thần. Hôm nay gặp được hắn, bốn tiểu hồ yêu quá nhỏ, coi các nàng như trẻ con cũng không có hại gì, nếu hôm nay là người khác. Bốn tiểu hồ yêu nhất định phải bị người ta chơi đùa đến chết. Cho nên vấn đề có thể dùng linh thạch giải quyết, Dương Bách Xuyên rất vui lòng giúp đỡ. Sau khi Nguyễn Linh Hoa đi ra ngoài, tiểu yêu tinh hướng về Dương Bách Xuyên vội vàng quỳ xuống hành lễ, đa tạ tiền bối đã cứu giúp, tiểu yêu vô cùng cảm kích vô cùng. Bốn tiểu hồ yêu ai nấy đều đỏ mắt bái lại cảm tạ Dương Bách Xuyên, bốn người các nàng đều là hạng người thông minh. Đương nhiên có thể tưởng tượng được số phận nếu ở lại quán trọ, thật sự đã nhìn thấy quá nhiều số mệnh bị con người tra tấn chơi đùa đến chết, vốn đã dự tính cho điều tồi tệ nhất rồi, nhưng không ngờ lại gặp được Dương Bách Xuyên như một Bồ Tát sống, làm sao không cảm tạ cho được, bọn họ quỳ xuống dập đầu bôm bốp. Các ngươi cứ đứng lên trước đi, có thể thành hay không còn phải xem quán trọ có chịu bán lại các ngươi hay không, có điều các ngươi yên tâm, chỉ cần là chuyện linh thạch có thể giải quyết, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Xem như là duyên phận chúng ta gặp nhau đi. Dương Bách Xuyên phất tay để cho bốn tiểu hồ yêu đứng dậy. Lúc này Nguyễn Linh Hoa đi rồi trở về, người bên cạnh là quản sự giám định đan dược lúc trước. Đạo hữu muốn mua bốn tiểu hồ yêu, quản sự tiến vào hỏi thẳng vào vấn đề. Đúng, không biết quản sự đại nhân có ý gì, Dương Bách Xuyên hỏi hắn. Cũng không phải không thể. Nhưng bốn tiểu hồ yêu này đều là quán trọ của bọn ta tuyển chọn từ ngàn dặm, đã huấn luyện tốt được mấy năm, hôm nay mới sắp xếp phục vụ những vị khách quý trong quán trọ như đạo hữu. Thật ngại quá nhưng xin lỗi đạo hữu vì phải nói rằng huấn luyện đám tiểu hồ yêu thông minh như này thật sự không dễ dàng, quản sự còn muốn lải nhải không ngừng. Nhưng lại bị Dương Bách Xuyên cắt ngang nói, quản sự đại nhân, ngươi trực tiếp ra giá đi, ta cũng là người thoải mái. Dương Bách Xuyên đương nhiên biết đối phương đang kể công ăn vạ, những mánh khóe thế này, ở chợ bán hàng trên trái đất, các bà thím đều đùa đến thừa rồi, Dương Bách Xuyên sao lại có thể không nhận ra, không phải là muốn giá cao sao? Lão tử đây giờ đã có tiền. Khụ khụ khụ, quản sự bị Dương Bách Xuyên nói ra tâm tư, đột nhiên ho khan, hắn ta thật sự rất muốn bán được với giá tốt, quán trọ tinh thần vốn là để kiếm tiền, bốn tiểu hồ yêu tất nhiên là có thể bán đi.
nhưng có một điều đúng là quản sự không nói sai, bốn tiểu hồ yêu đúng là những nha hoàn đã qua huấn luyện của quán trọ, chuyên dùng để hầu hạ người, bưng trà rót nước, đều là chuyện nhỏ, ở một số khía cạnh, chúng đều làm tốt hơn hẳn nha hoàn của con người. Nếu đạo hữu là người thoải mái ta đây cũng không vòng vo, bốn tiểu hồ yêu đều là cực phẩm, yêu đãi cho đạo hữu một chút, vốn ít nhất phải 10 vạn linh thạch trung phẩm, nhưng quán trọ chúng ta muốn cùng đạo hữu hợp tác làm ăn về đan dược lâu dài, chỉ cần đạo hữu đồng ý, bốn tiểu hồ yêu giá 5 vạn linh thạch là đạo hữu có thể đưa đi, không biết đạo hữu có hài lòng không? Quản sự cười nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ rằng quản sự lại nói chuyện này. Ngẫm lại cũng đúng. Thật sự đan dược hôm nay hắn cung cấp có thể tính là hàng cao cấp, cho dù là bất kỳ nhà buôn nào cũng đều muốn hợp tác, muốn để mặt mũi cho mình, giao cho bằng hữu, ngày sau có đan dược đương nhiên lại có thể hợp tác. Hơn nữa bốn tiểu hồ yêu giá tổng cộng 5 vạn linh thạch quả thực cũng không phải đắt, Dương Bách Xuyên cũng đang quan sát nữ yêu nô trên đài bán đấu, một nữ yêu giá bán khởi điểm đều đã là 1 vạn linh thạch, nữ yêu nô trên đài đấu giá chưa huấn luyện đã có thể bán đấu với giá 1 vạn. Chưa kể bốn tiểu hồ yêu. Cho nên giá 5 vạn linh thạch trung phẩm, quả thực không đắt, Dương Bách Xuyên hiểu rõ đây là quản sự muốn kết giao bằng hữu với mình, chủ yếu là vì sau này có thể tiếp tục cung cấp đan dược hợp tác cùng quán trọ tinh thần bọn họ. Nghĩ tới đây Dương Bách Xuyên cũng thoải mái cười nói, được, thành giao, quản sự đại nhân yên tâm, ngày sau chúng ta còn hợp tác nhiều chuyện. Không giấu gì ngươi, sau này sư môn ta sẽ có nhiều đan dược bán ra. Đang muốn tìm đối tác ở thành tinh thần, hôm nay ta đồng ý với ngươi, sau này mỗi tháng đều có đan dược cung cấp tới quán trọ bán đấu giá của các ngươi. Quản sự vui mừng khôn xiết, đang chờ những lời này của Dương Bách Xuyên, lúc này vung tay lên lấy ra bốn cái ngọc bài giao cho Dương Bách Xuyên nói, đạo hữu, đây là ngọc bài của bốn tiểu hồ yêu, cách khống chế các nàng đều ở trong ngọc bài, từ bây giờ trở đi bốn tiểu hồ yêu chính là của đạo hữu. Dương Bách Xuyên cảm tạ nói, vậy đa tạ. Lập tức cười hỏi quản sự đại nhân tin tưởng ta như vậy, bốn yêu nô ta còn chưa trả linh thạch, đã đưa ngọc bài yêu nô giao cho ta rồi sao? Ha ha ha, quản sự cười to, sau đó ngừng lại rồi nói, đạo hữu cứ nói đùa, phần linh thạch bán đấu giá đan dược ngài ủy thác cho quán trọ bọn ta thay mặt còn chưa thanh toán đâu. Dương Bách Xuyên sửng sốt, lập tức cũng cười lớn. Hắn đã quên mất chuyện này. Người ta vốn dĩ không cần lo lắng mình không trả linh thạch, với lại không hề kiêng kỵ đưa ra ngọc bài yêu nô của bốn tiểu hồ yêu, thứ nhất là vì tự tin, thứ hai cũng có thể hiểu là chân thành. Dương Bách Xuyên và quản sự quán trọ đã đạt thành thỏa thuận, thuận lợi mua bốn tiểu hồ yêu. Lúc này, cuộc bán đấu giá 10 nữ yêu nô trên sân khấu cũng kết thúc, người chủ trì tuyên bố vật phẩm đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, đây là cỏ tử kim vạn năm. Bên trong không chỉ chứa lượng linh khí khổng lồ, mà còn có năng lượng thần hồn, vô cùng hiếm có. Giá khởi điểm là 1 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần đấu giá tăng không dưới 1.000. Bây giờ bắt đầu. Người chủ trì nói xong và gõ chiêng đồng, tức thì từng âm thanh đấu giá vang lên. 1 vạn 1 linh thạch. 1 vạn 2 linh thạch. 1 vạn rưỡi. Chấm chấm chấm. Chưa tới 3 phút, giá đã tăng lên 3 vạn 8.000 linh thạch. Dương Bách Xuyên hứng thú nhìn cỏ tử kim của Thái Thượng. Ở Sơn Hải giới hắn không gặp linh dược vạn năm được mấy lần. Thân là luyện đan sư chắc chắn không thể bỏ lỡ linh dược thượng phẩm, huống chi là linh dược quý hiếm chứa linh khí và năng lượng thần hồn, kiểu gì hắn cũng phải tranh giành một phen. 4 vạn linh thạch, Lệ Bách Trì lên tiếng. 4 vạn 5.000 linh thạch, Hoàng Phủ Vân Phi cũng gia nhập. Sau khi hai gia tộc lớn này gia nhập, người đấu giá lập tức giảm bớt. Bởi vì mọi người đều biết của nhà họ Lệ và gia tộc Hoàng Phủ có tài lực hùng hậu, mình không tranh nổi, thà không tranh cho lành. 4 vạn 8 linh thạch, Lệ Bách Trì lại hô giá. 5 vạn linh thạch, Hoàng Phủ Vân Phi lên tiếng. Hai người cạnh tranh, hoàn toàn là đấu giá tùy ý. Lúc này, khóe môi Dương Bách Xuyên khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ rõ quyết tâm nhất định phải giành được cây cỏ tử kim này. Giá trị của nó rất lớn. Vì vậy hắn chậm rãi cất lời, 10 vạn linh thạch trung phẩm. Tên họ Dương nào đó vừa mở miệng đã ra giá 10 vạn linh thạch, tăng một phát những 5 vạn. Điều này làm cho rất nhiều người trong hội trường hít sâu một hơi, thậm chí có người thầm mắng tên phá của. Cỏ tử kim là linh dược vạn năm, quả thật giá trị cực lớn. Nhưng,
Trong mắt rất nhiều người, bỏ ra 10 vạn linh thạch mua một cây linh dược thì không đáng giá, hoàn toàn là hành vi phá của. Có 10 vạn linh thạch thì có thể mua được đan dược tốt đó. Tiêu 10 vạn mua một cây linh dược, nếu không luyện chế đan dược mà dùng trực tiếp thì hiệu quả giảm đi nhiều, không có ý nghĩa. Đúng là đồ ngu. Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười trước lời bàn tán xung quanh. Chỉ có hắn biết một cây linh dược vạn năm nằm trong tay mình có thể phát huy tác dụng gì. Một khi đã quyết định giành lấy cây linh dược này, Dương Bách Xuyên quyết tâm phải có bằng được. Sau khi Lệ Bách Trì và Hoàng Phủ Vân Phi bắt đầu cạnh tranh như đang phân cao thấp, hắn biết mình phải mạnh tay. Cứ tăng 1-2 nghìn linh thạch, tiếp theo nhất định sẽ tăng đến 10 vạn, cho dù không tới 10 vạn thì cũng không chênh lệch nhiều. Và lại hai nhà này đều là đại gia lắm tiền nhiều của. Đối với bọn họ mà nói, 10 vạn linh thạch không tính là nhiều. Nếu hắn không lấn át được bọn họ thì sẽ không giành được cỏ tử kim. Vì vậy, Dương Bách Xuyên dứt khoát hô giá cuối mình định ra, dọa Lệ Bách Trì và Hoàng Phủ Vân Phi. Nếu không dọa được thì hắn sẽ từ bỏ. Nhưng hắn có lòng tin. Cạnh tranh cũng phải chú ý tới chiến thuật tâm lý. Dương Bách Xuyên không phải tên phá của. Hắn biết đối phó với hạng đại gia như Lệ Bách Trì và Hoàng Phủ Vân Phi thì dùng thủ đoạn gì thích hợp, cho nên hắn dứt khoát hô giá cao 10 vạn. Quả nhiên sau khi Dương Bách Xuyên hô giá cao 10 vạn, đến lượt Hoàng Phủ Vân Phi ra giá, Hoàng Phủ Vân Phi đứng bên cửa sổ sửng sốt nhìn Dương Bách Xuyên một hồi, sau đó mỉm cười gật đầu với hắn tỏ ý từ bỏ đấu giá. Hoàng Phủ Vân Phi từ bỏ, đến lượt Lệ Bách Trì. Lệ Bách Trì u ám chừng Dương Bách Xuyên, không lên tiếng. Nhưng lúc này, một thuộc hạ của gã ta lại gần nói, thiếu gia, thằng nhãi kia không biết sống chết, dám cạnh tranh với thiếu gia. Ta thấy hay là thiếu gia hô giá 12 vạn để cho thằng nhãi kia biết tài lực của thiếu gia, biết khó mà lui. Ha ha, Lệ Bách Trì quay sang nhìn tên thuộc hạ này, lạnh lùng cười ha hả, sau đó vung tay tát một phát. Bốp! Ngươi là heo à, lúc cạnh tranh đan dược. Thằng nhãi kia quấy rối khiến bản thiếu gia tiêu thêm mấy vạn linh thạch. Rõ ràng là lần này thằng nhãi kia cố ý hãm hại bản thiếu gia, người tưởng bản thiếu gia ngu chắc. Ngay cả Hoàng Phủ Vân Phi cũng từ bỏ, vậy mà ngươi lại xúi bản thiếu gia hô giá 12 vạn để cho mọi người chê cười bản thiếu gia không bằng Hoàng Phủ Vân Phi hả? Ngu ngốc, bốp bốp bốp, nói xong gã ta lại tát thêm 3 phát. Tên thuộc hạ này của Lệ Bách Trì thảm rồi. Thoáng chốc đã bị gã ta đánh thành đầu heo. Lệ Bách Trì thở phì phò ngồi xuống, từ bỏ cạnh tranh. Gã ta nghĩ Dương Bách Xuyên lại cố ý nhảy ra bẫy mình lần nữa, gã ta sẽ không mắc lừa. Lệ Bách Trì cười khẩy trong lòng, nhãi danh, 10 vạn linh thạch mà muốn bẫy bản thiếu gia, người tưởng bản thiếu gia ngu chắc. Lần này bản thiếu gia nhất quyết không đấu giá đấy, để xem ai bẫy ai. Thật ra Dương Bách Xuyên thầm nghĩ nếu Lệ Bách Trì tăng thêm dù chỉ một linh thạch thì hắn cũng từ bỏ. Kết quả là Lệ Bách Trì từ bỏ, tên họ Dương nào đó lập tức nở nụ cười. Hắn biết chiến thuật của mình đã thành công. Trong hội trường không còn ai đấu giá. Sau khi người chủ trì hỏi 3 lần liên tiếp, cỏ tử kim thuộc về Dương Bách Xuyên, không lâu sau đã được đưa đến phòng riêng của hắn. Về vấn đề thanh toán, sau khi buổi bán đấu giá kết thúc, nhân viên quán trọ sẽ tới tìm hắn kết toán. Buổi bán đấu giá vẫn tiếp tục. Nhưng những món đồ kế tiếp không làm cho Dương Bách Xuyên chú ý. Hoàng Phủ Vân Phi và Lệ Bách Trì có ra tay vài lần, các tu sĩ khác ai cũng cạnh tranh quyết liệt. Cả buổi đấu có tới mấy chục món thiên tài địa bảo, tổng cộng có 100 lượt đấu giá. Cả quá trình Dương Bách Xuyên đều yên tĩnh uống linh tử linh trà, hưởng thụ sự phục vụ của 4 tiểu hồ yêu. Người thì dâng nước trái cây, người thì bóp vai, vô cùng thoải mái. Tên họ Dương nào đó cứ tưởng buổi đấu giá không còn thứ gì thu hút hắn nên không chú ý cho lắm, chỉ mải hưởng thụ. Ai dè sau khi vật phẩm đấu giá cuối cùng xuất hiện, bình càn khôn trên tay trái của hắn đột nhiên nóng lên. Lần này Dương Bách Xuyên chấn động, vội vàng đi đến trước cửa sổ nhìn về phía sân khấu. Đồ vật mà bình càn khôn cảm ứng được tuyệt đối là bảo vật. Kiểu gì hắn cũng phải lấy được. Chỉ nghe người chủ trì nói, thưa các vị đạo hữu, đây là bảo vật cuối cùng của ngày hôm nay, do một tu sĩ thần bí cung cấp, có thể nói đây là bảo vật vô danh. Bởi vì không có ai dám định được nó là thứ gì nên xếp vào bảo vật thần bí. Ở đây có đạo hữu nào biết nhìn hàng thì có thể kiếm bộn. Món bảo vật này không thiết lập giá thấp,
tự do cạnh tranh. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Người chủ trì nói xong, gõ chiêng đồng, sau đó mở một cái hộp nhỏ lấy một tảng đá to bằng quả dưa hấu ra. Tảng đá đen xì, chẳng có gì bắt mắt, giống hệt một tảng đá bình thường. Nhưng rất nhiều người dùng linh thức giả quét là có thể cảm nhận được trên tảng đá đen xì này tỏa ra linh khí, nhưng chỉ là sóng linh khí vô cùng yếu ớt mà thôi. Tóm lại nó không phải linh thạch, lại càng không phải là kỳ thạch. Chỉ có thể cảm nhận được linh khí yếu ớt trên tảng đá, ngoài ra không còn gì khác. Rất nhiều người ở đây đều biết lối đấu giá của quán trọ tinh thần. Cuối mỗi buổi đấu giá đều sắp xếp bán đấu giá một vật phẩm thần bí, nhưng 89 phần 10 là lừa đảo, làm gì có bảo vật thần bí gì, chỉ là thủ đoạn kiếm tiền của buổi đấu giá mà thôi. Ở đây có người hiểu rõ, lập tức cười ha ha trêu chọc, như chủ trì, ta bảo này, quán trọ các ngươi có trò gì mới mẻ không? Lần nào cũng đấu giá vật phẩm thần bí, hơn 100 năm nay, toàn bộ thế lực trải khắp trăm vạn dặm dãy núi tinh thần đã có ai thật sự nhìn thấy điều thần bí chưa? 10 năm trước lão phu mua một nguyên liệu luyện khí, kết quả là hàng dởm, uổng phí 5.000 linh thạch của lão phu. Ta thấy các ngươi bỏ trò này đi thì hơn, lão phu sẽ không mắc lừa đâu, ha ha ha. Ha ha ha. Người này nói xong, rất nhiều người ở đây cũng cười to, có vẻ như tất cả mọi người đều đồng ý với những lời này. Rất nhiều người không cho rằng có bảo vật thần bí thật sự. Người tên Ngưu chủ trì trên sân khấu rõ ràng có quen biết người vừa lên tiếng. Hắn không tức giận, chỉ cười ha hả nói, Mộc lão tiền bối, ngài nói sai rồi, đấu giá vật phẩm thần bí là thông lệ truyền thống của hội đấu giá quán trọ tinh thần chúng ta. Và lại, trong lịch sử không phải là không có bảo vật xuất hiện. 300 năm trước, chẳng phải là quán trọ từng xuất hiện bảo vật một lần sao? Tuy Lệ Bách chỉ hô 100 linh thạch trung phẩm, nhưng lại khiến tên họ Dương nào đó căng thẳng. Có một vị đạo hữu chỉ tốn 10 viên linh thạch đổi lấy một viên đá có hoa văn hình ngôi sao, cuối cùng viên đá kia giá trị 10 vạn linh thạch đó. Vì thế, khó mà nói được có phải bảo vật hay không. Lỡ như tảng đá đen này là bảo vật gì đó thì sao? Mọi người nói xem có đúng không? Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá vật phẩm cuối cùng. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, quán trọ có tiết mục yêu cơ khiêu vũ, lão Ngưu ta cũng nôn nóng muốn xem rồi đây. Người chủ trì nói xong, trong hội trường vang lên từng tràng cười ha ha. Mặc dù người chủ trì tâng bốc vật phẩm thần bí, nhưng dễ nhận thấy mọi người không có nhiều hứng thú, không quan tâm cho lắm. Rất nhiều người biết đây là thủ đoạn nhà trọ cố ý thiết kế để vơ vét tiền mà thôi. Không nói đến những người khác nghĩ như thế nào, lúc này tim Dương Bách Xuyên đang đập điên cuồng. Bởi vì khoảnh khắc tảng đá đen kia được lấy ra khỏi hộp, bình càn khôn trên cánh tay trái của hắn bỗng nhiên nóng rẫy như bốc cháy. Điều này chứng tỏ tảng đá này tuyệt đối là bảo vật. Hiện tại trong lòng Dương Bách Xuyên chỉ cầu mong không có ai tranh đoạt với hắn. Hắn vừa mới nghĩ như vậy, một giọng nói uể oải vang lên, bản thiếu gia ra giá 100 linh thạch. Tim Dương Bách Xuyên giật thót, hắn ngẩng đầu nhìn, người ra giá là Lệ Bách Trì. Hắn lập tức căng thẳng, lẽ nào Lệ Bách Trì nhìn ra chỗ bất phàm của tảng đá đen này? Tuy Lệ Bách Trì chỉ hô 100 linh thạch trung phẩm, nhưng lại khiến tên họ Dương nào đó căng thẳng. Mặc dù hắn cũng không biết tảng đá đen kia là cái gì. Nhưng đó là thứ mà Bình Càn Khôn cảm ứng được, những đồ vật mà Bình Càn Khôn cảm ứng được, có lần nào không phải là bảo bối đâu. Lâu lắm rồi hôm nay Bình Càn Khôn mới có phản ứng, thật sự khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ. Trong lòng hắn đã khẳng định tảng đá đen chắc chắn là bảo vật. Mà Lệ Bách chỉ ra giá có hai khả năng, một là nhìn ra tảng đá đen là bảo bối nào đó, hai là góp vui mà thôi. Hiện tại Dương Bách Xuyên thật sự hy vọng Lệ Bách chỉ góp vui mà thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, cho dù phải cướp đoạt thì Dương Bách Xuyên cũng phải lấy được tảng đá đen này. Hắn tin rằng đồ vật mà Bình Càn Khôn cảm ứng được sẽ không phải là thứ tầm thường. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Dương Bách Xuyên không biểu hiện ra ngoài. Đấu giá cũng là một kỹ thuật sống. 200 linh thạch. Lúc này Hoàng Phủ Vân Phi cũng đấu giá. 300. 400. 500. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên đau đầu. Hai tên này lại cấu véo nhau, hắn phải làm sao đây? Cứ cái đà này, hai tên này cạnh tranh sẽ đẩy giá lên trời.
Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy thì không được, hắn quyết định chi mạnh tay, nếu không sẽ không giành được. Một vạn, Dương Bách Xuyên quyết định dùng cách cũ, để xem có thể dọa lui Lệ Bách Chỉ hay không. Về phần Hoàng Phủ Vân Phi, hắn cảm thấy đối phương sẽ từ bỏ. Người này là nhân vật thận trọng, Lệ Bách Chỉ chính là cậu ấm. Hai vạn, Lệ Bách Chỉ bật cười. Gã ta đang chờ xem liệu Dương Bách Xuyên có nhảy ra hay không. Quả nhiên đối phương đã nhảy ra. Lệ Bách Chỉ nghĩ Dương Bách Xuyên đã gài bẫy mình một lần thì mình cũng phải trả đũa một lần, đến khi giá cao, gã ta sẽ rút lui. Gã ta không cho rằng tảng đá này là bảo vật thần bí gì. Ban đầu Lệ Bách Chỉ chỉ phô bày sự oai phong của đại thiếu gia nhà họ Lệ, khoe mẽ mà thôi. Nào ngờ Hoàng Phủ Vân Phi lại theo. Sau đó, Dương Bách Xuyên kẻ mà gã ta chỉ muốn băm vằm cũng nhảy ra, lại còn hô giá một vạn. Lệ Bách Chỉ thầm cười khẩy trong lòng, nhãi danh chỉ có chiêu này thôi à, lần này tiểu thiếu gia đã cẩn thận rồi. Lúc này, trong phòng riêng của Hoàng Phủ Vân Phi, Hoàng Phủ Vân Phi nhíu mày hỏi muội muội, tiểu muội, muội có chắc không? Ca, muội không chắc lắm, muội không nhìn rõ, chỉ loáng thoáng tổng thấy bên trong tảng đá kia có thứ gì đó. Huynh cứ đấu giá tiếp đi, nếu đắt quá thì thôi. Dù sao thứ muội nhìn thấy chỉ là một đám mờ ảo. Hoàng Phủ Vân Phi gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Hắn ta biết khả năng đặc biệt của muội muội, theo lời lão tổ trong nhà, tiểu muội là huyết mạch giả bẩm sinh, cặp mắt của muội ấy có thể nhìn thấy thứ mà tu sĩ bình thường không thể nhìn thấy, không thể nhìn thấu. Tiểu Ngoai đã nhìn thấy bên trong tảng đá đen kia có gì đó, vậy thì không thể bỏ lỡ. Mặc dù tiểu muội chỉ nhìn thấy một đám mờ ảo, nhưng cũng chứng tỏ bên trong tảng đá đen thật sự có thứ gì đó. Hoàng Phủ Vân Phi tin tưởng điều này, từ nhỏ thiên phú này của muội muội chưa từng sai lầm. Hắn ta lập tức hô, 3 vạn linh thạch, lần này trực tiếp tăng 1 vạn. Lúc này, cả Dương Bách Xuyên lẫn Lệ Bách Chỉ đều cảm thấy kỳ lạ. Lệ Bách Chỉ cứ tưởng sau khi Dương Bách Xuyên gia nhập, Hoàng Phủ Vân Phi sẽ từ bỏ. Không ngờ Hoàng Phủ Vân Phi không những không từ bỏ, mà ngược lại còn bắt đầu tăng giá. Điều này làm cho Lệ Bách Chỉ nổi lòng nghi ngờ. Lẽ nào Hoàng Phủ Vân Phi cũng cố ý phá đám? Hay là Hoàng Phủ Vân Phi thấy được tảng đá đen là bảo vật gì? Lúc này Lệ Bách Chỉ suy nghĩ miên man. Gã ta nghĩ tảng đá đen chẳng có gì đặc biệt, chỉ cảm nhận được chút sóng linh khí yếu ớt mà thôi. Ở tu chân giới, lấy bừa một tảng đá cũng thấy có chút linh khí, bởi vì bản thân tu chân giới đã mang linh khí trời đất nồng đậm, có thể nuôi dưỡng vạn vật, cây cỏ đất đá thành tinh nhiều không kể xiết, chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng hai người Dương Bách Xuyên và Hoàng Phủ Vân Phi đều theo đấu giá, khiến cho Lệ Bách Chỉ nghi thần nghi quỷ. Hắn thầm nghĩ một là tảng đá này thật sự là bảo bối gì đó, hai là Hoàng Phủ Vân Phi và thằng nhãi Dương Bách Xuyên cố ý bắt tay nhau hại mình. Sau khi đẩy giá của tảng đá đen này lên rất cao, hai người bọn họ sẽ rút lui. Nghĩ tới đây, Lệ Bách Chỉ cười khẩy trong lòng, muốn lừa bản thiếu gia. Không dễ như vậy đâu, các ngươi muốn chơi thì chơi, để coi ai sợ ai. Tóm lại, Lệ Bách Chỉ cho rằng xác suất tảng đá đen là bảo vật rất nhỏ, xác suất Hoàng Phủ Vân Phi và Dương Bách Xuyên bắt tay nhau hãm hại gã ta rất lớn. Nhà họ Lệ và gia tộc Hoàng Phủ đã đấu đá nhau ở thành Tinh Thần vô số năm. Hai người đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ của hai gia tộc lớn, cũng đấu đá nhau từ nhỏ. Về phần Dương Bách Xuyên, Lệ Bách Chỉ đã sai người điều tra, biết được đối phương đột nhiên xuất hiện ở thành Tinh Thần. Lệ Bách Chỉ đoán không chừng Dương Bách Xuyên do Hoàng Phủ Vân Phi tìm đến để hãm hại mình, vì vậy gã ta tự cho là mình thông minh, cứ nâng giá một chút, đợi đến lúc giá cao rồi thì rút lui, khiến cho Hoàng Phủ Vân Phi và Dương Bách Xuyên phải khóc. Một tảng đá rởm mà thôi. Đây là chiêu trò kiếm linh thạch của quán trọ Tinh Thần, các ngươi tưởng bản thiếu gia sẽ mắc lừa à? Lệ Bách Chỉ thầm đắc ý, sau đó lên tiếng, 4 vạn linh thạch. Cả Lệ Bách Chỉ và Hoàng Phủ Vân Phi đều tiếp tục đấu giá, Dương Bách Xuyên chán nản. Chỉ có hắn dám khẳng định tảng đá đen bị Bình Càn Khôn nhắm chúng chắc chắn là bảo vật, nhưng không ngờ Hoàng Phủ Vân Phi không chỉ không từ bỏ, mà còn bắt đầu tăng giá. Lệ Bách Chỉ thì lộ vẻ suy tư, dáng vẻ muốn gây rối. Điều này khiến Dương Bách Xuyên vô cùng căng thẳng. Hai đại gia lắm tiền cạnh tranh với hắn, cứ cái đà này thì rất có khả năng tảng đá đen sẽ bị đẩy giá cao đến đáng sợ. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể cười khổ trong nôn nóng, không còn cách nào khác.
Mặc dù trong lòng căng thẳng, song ngoài mặt hắn vẫn giả bộ ta muốn gây rối, tiếp tục hô, 5 vạn linh thạch. Lúc này, cả hội trường bàn tán xôn xao, người nào người nấy đều lộ vẻ hóng hớt, thì thà thì thầm. Cả Lệ Bách Trì và Hoàng Phủ Vân Phi đều là con cháu của gia tộc lớn ở thành Tinh Thần, rất nhiều người biết chuyện xưa nay nhà họ Lệ và gia tộc Hoàng Phủ luôn đấu đá với nhau, nhìn nhiều thành quen. Dù sao cũng có chuyện để hóng, mọi người dạt dào hứng thú. Có điều lần này có thêm Dương Bách Xuyên gia nhập lại càng náo nhiệt hơn. Rất nhiều người không biết Dương Bách Xuyên. Hôm nay tên nhóc này đối đầu với Lệ Bách Trì nhiều lần, đã có người chú ý tới hắn. Kẻ có thể xuất hiện trên tầng 3 của quán trọ Tinh Thần đều là thế lực một phương, cho dù là tán tu thì cũng là tán tu có tiếng, nghe ngóng về Dương Bách Xuyên không khó. Tất cả đều đưa ra một kết luận, chỉ biết người này tên là Dương Bách Xuyên, chân đan hóa linh và đan triều nguyên đều do hắn cung cấp. Lần này rất nhiều người nhớ kỹ Dương Bách Xuyên. Không ngờ bây giờ Dương Bách Xuyên lại trực tiếp đối đầu với Lệ Bách Trì và Hoàng Phủ Vân Phi. Chuyện này khiến rất nhiều người kinh ngạc. Suy đoán Dương Bách Xuyên nhất định là người trẻ tuổi thuộc gia tộc lớn nào đó từ nơi khác tới. Nếu không, làm sao hắn dám đối đầu với người của hai gia tộc lớn ở thành Tinh Thần? Làm sao hắn dám tham gia đấu giá với lượng linh thạch cao như vậy? Phải biết rằng đã đấu giá thì nhất định phải trả bằng linh thạch hàng thật giá thật. Thế lực đằng sau quán trọ Tinh Thần không phải là đối tượng dễ chọc, có thế lực không nhỏ trên khắp tu chân giới, không có kẻ nào dám chọc vào quán trọ Tinh Thần. Nói chung là tất cả mọi người đều cảm thấy buổi đấu giá ngày hôm nay rất thú vị, cũng ghi nhớ cái tên Dương Bách Xuyên. Đấu giá vẫn tiếp tục, đến lượt Hoàng Phủ Vân Phi ra giá. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã hô 5 vạn linh thạch trung phẩm. Phải biết rằng 5 vạn linh thạch có lẽ chẳng là gì với gia tộc Hoàng Phủ và nhà họ Lệ. Nhưng bỏ ra 5 vạn linh thạch để đấu giá một tảng đá không nhìn thấu, hay nói chính xác hơn là tảng đá không có giá trị trong mắt mọi người, thì cái giá vô cùng cao. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Vân Phi tin tưởng muội muội Hoàng Phủ Vân Hà không nhìn nhầm, tảng đá đen chắc chắn có chỗ đặc biệt. Hắn ta tiếp tục đấu giá, lỡ như bên trong tảng đá đen có thứ gì đó thì sao? Là một món bảo vật chẳng hạn, như vậy chẳng phải là lời to sao? Cho dù bên trong tảng đá đen không có gì đi chăng nữa, chỉ mấy vạn linh thạch, gia tộc Hoàng Phủ vẫn có thể chấp nhận. 6 vạn linh thạch, Hoàng Phủ Vân Phi hô giá, tiếp tục nâng 1 vạn. Tiếp theo đến lượt Lệ Bách Trì. Lệ Bách Trì cũng nghĩ giống Hoàng Phủ Vân Phi, nhà họ Lệ còn nhiều tiền của hơn gia tộc Hoàng Phủ, có thể gánh chịu tổn thất mấy vạn linh thạch, đương nhiên gã ta sẽ không chịu thua Hoàng Phủ Vân Phi. Lệ Bách Trì lạnh lùng hừ mũi, 7 vạn linh thạch. Đến lượt Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn biết mình nhất định phải nghĩ cách. Từ nét mặt của Lệ Bách Trì và Hoàng Phủ Vân Phi có thể thấy khả năng cao là hai người họ sẽ tiếp tục đấu giá. Cộng thêm hắn, ba người lần lượt tăng 1 vạn linh thạch, cuối cùng giá của tảng đá đen sẽ tăng lên 10 mấy vạn, thậm chí cao hơn cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, đến khi lượng linh thạch cao đến một mức độ nhất định chắc chắn sẽ thu hút nhiều người chú ý tới tảng đá đen. Chẳng may có người nhìn ra nó là bảo vật thì sẽ xảy ra biến cố. Đây là kết quả Dương Bách Xuyên không muốn thấy. Do đó, hắn dự định chi mạnh tay. Đằng nào thì mình cũng quyết tâm phải có được tảng đá đen, vậy thì nhất định phải giành lấy. Về phần linh thạch, Dương Bách Xuyên thấy bỏ ra nhiều hơn nữa cũng không sao hết. Linh thạch không còn thì có thể luyện đan kiếm lại, nhưng đá đen mà bình càn khôn cảm ứng được thì chỉ có một mà thôi. Vì thế, Dương Bách Xuyên chậm rãi cất lời, 8 vạn linh thạch. 9 vạn linh, lúc này... Hoàng Phủ Vân Phi tiếp tục hô giá, nhưng hắn ta chưa nói hết câu đã bị Dương Bách Xuyên hô to ngắt lời, khoan đã, ý ta là 8 linh thạch thượng phẩm. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, cả hội trường ồ lên, ồn ào như ong vỡ tổ. Điên rồi à? Hắn đang điên đấy à? 8 vạn, linh thạch thượng phẩm. Tất cả lập tức rộ lên, bàn tán xôn xao. Giữa linh thạch thượng phẩm và hạ phẩm mặc dù chỉ chênh nhau một chữ. Nhưng đơn vị đổi ra lại khác nhau một trời một vực. Một viên linh thạch trung phẩm có thể đổi 100 viên hạ phẩm. Tương tự một viên linh thạch thượng phẩm có thể đổi 100 viên linh thạch trung phẩm, có thể đổi 1.000 viên linh thạch hạ phẩm. 8 vạn viên thượng phẩm chính là 800 vạn linh thạch trung phẩm. Đây là điên cuồng tới mức nào mới dám hô ra con số 8 vạn linh thạch thượng phẩm.
Lệ Bách chỉ sợ ngây người, nhất thời sững sờ, sau đó hơi không tin vào lỗ tai của mình, quay người hỏi thuộc hạ bên cạnh, hỏi tiểu tử kia vừa mới hô ra giá bao nhiêu cơ. Bẩm thiếu gia, tiểu tử kia hô là 8 vạn linh thạch, thượng phẩm. Một thuộc hạ vội vàng trả lời. Ui! Lúc này Lệ Bách chỉ hít ngược khí lạnh, 8 vạn linh thạch thượng phẩm có thể đổi được 800 vạn linh thạch trung phẩm đấy, không phải 800.000, cho dù là 800.000 linh thạch cũng là con số lớn rồi. Nguyên 800 vạn linh thạch trung phẩm, cho dù là Lệ gia bọn họ vất vả kinh doanh thành tinh thần tích lũy vô số năm cũng mới hơn 1.000 vạn nhỉ. Não của tên này bị úng nước rồi sao? Nếu không thì chính là điên thật rồi. Hay là hòn đá đen đó thật sự là một món trọng bảo? Nhưng nếu đã là trọng bảo, chẳng lẽ người của quán trọ tinh thần lại không nhìn ra? Cứ muốn lấy ra bán đấu giá. Đây là điều không thể nào, người khác không biết quán trọ tinh thần có bối cảnh gì nhưng Lệ gia của gã ta thì biết. Nhưng mà, tiểu tử này lại vừa mở miệng đã ra 8 vạn linh thạch thượng phẩm, trông dáng vẻ của hắn cũng không giống kẻ bị điên. Lẽ nào tiểu tử này thật sự cố tình làm như vậy để đào hố cho ta? Sau đó để ta cùng đấu giá rồi khiến bổn thiếu gia ta bị một vố đau. Chắc chắn là như vậy. Lệ Bách chỉ bắt đầu tự suy diễn. Sau khi lấy lại tinh thần, Lệ Bách chỉ không hề kiêng dè, bắt đầu lớn tiếng cười, ha ha ha, tiểu tử muốn lừa bổn thiếu, ngươi nằm mơ đi. Lúc này cuối cùng tâm trạng của Lệ Bách chỉ cũng thoải mái hơn rồi, theo gã ta thấy cho dù hòn đá đen này là bảo vật gì đó, nhưng cũng không đáng giá đến 800 vạn linh thạch trung phẩm. Giờ gã ta không cạnh tranh nữa, đứng ở cửa sổ chờ xem kịch hay, nếu như tiểu tử này không lấy ra được 800 vạn linh thạch trung phẩm, quán trọ tinh thần không phải kẻ ngồi không đâu. Nếu như mục đích của tiểu tử này là để lừa Lệ Bách Trì, bây giờ Lệ Bách Trì không tranh đấu giá, lúc đó hắn không lấy ra được 800 vạn linh thạch trung phẩm, chính là trêu đùa quán trọ tinh thần, đến lúc đó kết cục sẽ thảm rồi. Mặt khác, cho dù Lệ Bách chỉ có thể lấy ra 800 vạn linh thạch trung phẩm, hắn cũng không dám cạnh tranh với giá như vậy. 8 vạn viên thượng phẩm bằng 800 vạn linh thạch trung phẩm đấy. Lúc này, Dương Bách Xuyên ở trong mắt Lệ Bách chỉ chính là một tên ngu ngốc. Ở bên khác, trong phòng riêng của Hoàng Phủ Vân Phi, huynh muội Hoàng Phủ cũng trố mắt, hai huynh muội đều không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ hô ra một cái giá trên trời như vậy. Ca huynh nói tên nhà giàu mới nổi kia có phải điên rồi không? 8 vạn linh thạch thượng phẩm đấy, đó là 800 vạn linh thạch trung phẩm, một số tông môn đứng đầu đều không dám chơi như vậy nhỉ. Số lượng linh thạch cấp 100 vạn cũng chỉ có những tông môn đứng đầu kia mới chơi nổi, tên nhà giàu mới nổi này, hắn đúng là dám hét giá, là ngốc thật hay là không biết sự lợi hại của quán trọ tinh thần. Không lấy ra được 800 vạn linh thạch, vậy chính là trêu đùa quán trọ tinh thần. Đến lúc đó quán trọ tinh thần sẽ băm vụn hắn cho yêu thú ăn. Vẻ mặt Hoàng Phủ Vân Hà không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Hoàng Phủ Vân Phi cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, trong ánh mắt lại lấp lóe ánh sáng, nói tiểu muội à, xem ra muội nhìn không nhầm, hòn đá đen kia chắc chắn là trọng bảo gì đó. Tu giả giới có quá nhiều năng nhân dị sĩ, muội có thiên phú của huyết mạch tiên thiên, có thể nhìn ra trong hòn đá đen có đồ. Chưa chắc người khác không nhìn ra. Xem ra Dương Bách Xuyên này không đơn giản. Nếu hắn là tên ngốc thật, vậy có thể lấy ra đan triều nguyên và chân đan hóa linh không? Nếu như hắn thật sự không phải kẻ điên, vậy thì, người có thể hô ra giá cao 8 vạn linh thạch thượng phẩm trong một lần, đúng là không phải hạng tầm thường. Bây giờ xem ra khả năng hắn là đệ tử của thế lực đứng đầu nào đó là rất lớn, cũng chỉ có những thế lực đứng đầu dưới thánh địa kia mới có thể chơi nổi linh thạch tính bằng vạn. Nhưng cho dù là thế lực đứng đầu, muốn tiêu tốn 800 vạn linh thạch trung phẩm để đấu giá một bảo vật cũng không phải một người có thể làm chủ, người tên Dương Bách Xuyên này dám làm như vậy, ta nghi ngờ có phải hắn là người đến từ thánh địa nào không? Cũng chỉ có đệ tử cấp bậc thánh địa mới dám tiêu mấy trăm vạn linh thạch để mua một bảo vật nhỉ? Xuất thân thánh địa, không phải chứ, trông cũng không giống, giống như một tên nhà giàu mới nổi. Hoàng Phủ Vân Hà nói. Đừng nói lung tung. Không phải đã tìm người nghe ngóng rồi à, người ta tên là Dương Bách Xuyên, không phải nhà giàu mới nổi. Hoàng Phủ Vân Phi rất cạn lời đối với muội muội, nhưng trong lời nói vẫn rất cương triều. Hoàng Phủ Vân Hà làm mặt quỷ, nói ca, vậy bây giờ phải làm sao?
chúng ta còn đấu giá nữa không? Hoàng Phủ Vân Phi cười khổ nói, còn đấu cái gì, muội cho rằng 800 vạn linh thạch là con số nhỏ à, cho dù gia tộc có thể lấy ra, các tộc lão cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa cho dù bây giờ rõ ràng biết hòn đá đen kia là trọng bảo, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi, tiêu 800 vạn linh thạch trung phẩm mua một bảo vật, tính thế nào đều không đáng, đúng là bái phục Dương Bách Xuyên. Bây giờ ngược lại rất muốn biết, hòn đá đen mà ngay cả thiên phú thần thông của ta cũng không nhìn thấu rốt cuộc là bảo vật gì, đợi lát nữa đi hỏi tên nhà giàu mới nổi kia. Trong đôi mắt của Hoàng Phủ Vân Hà lấp lóe ánh sáng, nói. Tầng 3 của cả quán trọ tinh thần bùng nổ, đã bị giá trên trời 8 vạn linh thạch thượng phẩm của Dương Bách Xuyên đốt lên. Ngay cả người chủ trì đều sững sờ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trịnh trọng nghiêm túc hỏi, dám hỏi đạo hữu vừa mới đấu giá bao nhiêu. Số lượng linh thạch quá lớn, hắn ta là người chủ trì cũng phải thận trọng. 8 vạn linh thạch thượng phẩm, Dương Bách Xuyên lặp lại rất nghiêm túc. Trong mắt tất cả mọi người, bọn họ đều cho rằng hắn là kẻ điên. Thậm chí cho rằng tốn 800 vạn linh thạch trung phẩm cho dù mua một bảo vật không phải hên xui cũng không có lời. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên thấy không sao cả, bảo vật chân chính là vô giá, nghe 8 vạn linh thạch thượng phẩm thì có vẻ quả thật là giá trên trời, nhưng mà đối với hắn đều không sánh được bằng trọng bảo bình càn khôn cảm ứng được. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Dương Bách Xuyên, người chủ trì nuốt nước bọt tiếp tục hỏi có còn ai ra giá nữa không? Sau 3 tiếng. Hòn đá đen đã thuộc về Dương Bách Xuyên, cũng tuyên bố buổi bán đấu giá kết thúc viên mãn. Dương Bách Xuyên ở trong phòng riêng chờ đợi người của quán trọ đưa hòn đá đen tới, nhưng lại không biết, giá trên trời hắn hô ra đã làm kinh động đến lâu chủ của quán trọ tinh thần. Dù sao giao dịch 800 vạn linh thạch trung phẩm cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của quán trọ tinh thần. Dương Bách Xuyên không hề để ý sự ồn ào ở cả tầng 3, sau khi kết thúc giao dịch. Hắn yên tâm thoải mái đóng cửa sổ pháp lực lại, ngồi về chỗ, chớp mắt đã thấy Nguyễn Linh Hoa nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên Dương Bách Xuyên biết điều Nguyễn Linh Hoa nghĩ trong lòng, đơn giản là giống những người bên ngoài kia, hoặc là cho rằng hắn bị điên, cố ý trêu đùa quán trọ tinh thần, hoặc chính là hoàn toàn không lấy ra được 800 vạn linh thạch trung phẩm. Thật ra hắn đúng là không lấy ra được. Nhưng mà, Dương Mỗ tự có cách giải quyết. Sau khi ngồi xuống, hắn cười nói với Nguyễn Linh Hoa, rót rượu. Nguyễn Linh Hoa bị dáng vẻ ung dung thản nhiên của Dương Bách Xuyên làm chấn động, sau khi hoàn hồn thì vội vàng rót một cốc linh tửu cho Dương Mỗ. Bê cốc rượu lên uống một ngụm linh tửu, Dương Bách Xuyên thở ra một hơi, sảng khoái. Đúng lúc này cửa phòng riêng bị người đẩy ra. Đạo hữu đúng là rất hứng thú đấy, lại là quản sự của quán trọ bước vào. Cách làm không gõ cửa này không hề lịch sự, Dương Bách Xuyên híp mắt đặt cốc rượu xuống, nói quản sự đại nhân đến đây để đưa hòn đá đen cho ta sao? Nghe giọng điệu không vui của Dương Bách Xuyên, quản sự quán trọ Hoàng Bạch Xuyên cười ha ha, trong lòng lại đang suy nghĩ, tiểu tử này vừa rồi đã giao dịch một mối làm ăn trị giá 800 vạn linh thạch trung phẩm, vậy mà còn ung dung thản nhiên, không lẽ hắn thật sự có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy ư? Hoàng Bạch Xuyên không tin điều này. Không chỉ có hắn ta không tin, cả quán trọ đều không có mấy người tin. Hơn nữa vụ giao dịch này đã làm mới kỷ lục của quán trọ tinh thần, đã kinh động đến lâu chủ đại nhân, lần này hắn ta đến là vì phụng mệnh tới mời Dương Bách Xuyên đến gặp lâu chủ đại nhân. Trước khi xác nhận có phải Dương Bách Xuyên có thể lấy ra 800 vạn linh thạch trung phẩm tương ứng với 8 vạn linh thạch thượng phẩm hay không, quản sự Hoàng Bạch Xuyên vẫn không dám đắc tội với Dương Bách Xuyên. Bây giờ hắn ta cũng nghi ngờ có phải Dương Bách Xuyên là đệ tử của thế lực đứng đầu hay ở thánh địa đi ra không, cho nên tạm thời hắn ta cũng chỉ có thể tươi cười. Một khi lâu chủ gặp hắn, xác nhận không lấy ra được 800 vạn linh thạch, ha ha, đến lúc đó. Đạo hữu, lão hủ không vòng vo nữa, chuyện hòn đá đen thì dễ nói, nhưng mà bây giờ lâu chủ đại nhân của bọn ta có lời mời, mời đạo hữu theo lão hủ đi gặp lâu chủ đại nhân của bọn ta. Hoàng Bạch Xuyên không nhanh không chậm nói. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, đã đoán trước được yêu cầu quản sự đưa ra, dù sao một giao dịch linh thạch lớn như vậy, làm kinh động nhân vật lớn của quán trọ tinh thần cũng là bình thường. Quan trọng nhất là trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu quán trọ không tin tưởng hắn, chắc chắn cho rằng hắn không lấy ra được linh thạch cách xù như vậy nhỉ. Dẫn đường đi, Dương Bách Xuyên đứng dậy, không nói lời dư thừa,
hắn cũng muốn gặp nhân vật lớn của quán trọ, dù sao trên người hắn thật sự không có nhiều linh thạch như vậy, muốn giao dịch thành công, vẫn cần nói chuyện với nhân vật lớn của quán trọ. Nhìn vẻ mặt không chút do dự của Dương Bách Xuyên, quản sự Hoàng Bạch Xuyên vô cùng kinh ngạc, lúc này không rõ suy nghĩ của Dương Bách Xuyên nên cũng không dám chậm trễ, vội vàng đưa tay bày ra tư thế xin mời. Hai người ra khỏi phòng riêng, đi thẳng theo hành lang. Toàn bộ tầng 3 là kiến trúc hình tròn, một vòng đều là bao phòng, nhưng lại chia làm 4 cấp bậc bao phòng đẳng cấp thiên địa huyền hoàng. Dương Bách Xuyên đi theo quản sự Hoàng Bạch Xuyên đi thẳng đến cuối khu vực thiên tự hào. Rất nhiều người đều thấy được hai người đi tới, quản sự dẫn Dương Bách Xuyên đến cuối thiên tự hào, nhưng lúc này, rất nhiều người đang chuẩn đi rời đi lại ngồi xuống với ánh mắt tò mò. Hễ là khách quen của quán trọ tinh thần đều biết gian phòng số 1 ở cuối khu vực thiên tự đại biểu cho điều gì. Từ khi có quán trọ tinh thần đến nay, căn phòng ở cuối khu vực bao phòng thiên tự hào của quán trọ tinh thần chưa từng mở cửa ra cho người ngoài vào, bởi vì rất nhiều người đều biết người tọa trấn gian phòng kia chính là lâu chủ thần bí của quán trọ tinh thần. Sở dĩ nói thần bí là bởi vì lâu chủ của quán trọ tinh thần rất ít khi lộ diện, rất nhiều người chỉ biết lâu chủ của quán trọ tinh thần là nữ nhân. Một nữ nhân không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên đã bị vị lâu chủ thần bí nào đó triệu mời đến, hoặc có thể nói là hôm nay Dương Bách Xuyên giao dịch 8 vạn linh thạch thượng phẩm đã kinh động đến lâu chủ thần bí đó. Mọi người ngẫm lại cũng đúng, một khoản linh thạch lớn như vậy, ai lại có thể bỏ ra dễ dàng như thế chứ? Người ta đương nhiên muốn xác định xem, nếu Dương Bách Xuyên lấy không ra linh thạch, kết cuộc sẽ có thể tưởng tượng được. Có rất nhiều người xem đã cảm thấy rất hả hê. Ví dụ như Lệ Bách Trì chính là người đầu tiên, lúc này gã ta vui tươi hớn hở ngồi xuống, chờ Dương Bách Xuyên nhận lấy kết cục bị đánh thậm tệ. Trước đó Dương Bách Xuyên đã đối nghịch với gã ta, để cho gã ta tổn thất thêm mấy vạn linh thạch. Quan trọng là Lệ Bách Trì cảm giác mình bị một tên tiểu tốt vô danh tổn hại mặt mũi. Cho dù là quán trọ tinh thần không xử lý Dương Bách Xuyên, gã ta cũng bố trí sẵn người ở bên ngoài quán trọ tinh thần. Chỉ chờ sau khi Dương Bách Xuyên ra khỏi quán trọ sẽ giết chết hắn. Lần này nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị quản sự đưa đến phòng của lâu chủ thần bí, Lệ Bách Trì lại ngồi xuống, chờ kết quả của Dương Bách Xuyên. Huynh muội Hoàng Phủ Vân Phi cũng đang chú ý Dương Bách Xuyên, sau khi thấy Dương Bách Xuyên bị quản sự dẫn đi, phản ứng của hai huynh muội này lại hoàn toàn khác với Lệ Bách Trì, có chút lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Bởi vì hắn ta đã từng gặp mặt Dương Bách Xuyên một lần, Hoàng Phủ Vân Phi cũng có ấn tượng rất tốt với Dương Bách Xuyên. Ở tầng 3 của quán trọ có rất nhiều người đang chờ kết quả Dương Bách Xuyên sẽ bị lâu chủ thần bí của quán trọ tinh thần giết chết. Lúc này Dương Bách Xuyên đi theo quản sự Hoàng Bách Xuyên, đến tận cuối khu vực bao phòng thiên tự hào. Chỉ thấy quản sự thư sinh giống như biến thành một người khác chỉ trong nháy mắt, đứng ở trước cửa cũng có vẻ khẩn trương và tôn kính. Nhẹ giọng gõ cửa nói, lâu chủ đại nhân, đã đưa Dương Bách Xuyên đến. Sự nghiêm túc và hồi hộp của quản sự cũng lây truyền qua người Dương Bách Xuyên, làm cho Dương Bách Xuyên cũng không khỏi có chút hồi hộp, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc lâu chủ của quán trọ tinh thần là tồn tại bậc nào, kế hoạch giao dịch trong lòng hắn liệu người ta có đồng ý không. Kéo kẹt cửa phòng được mở ra từ bên trong, là một thiếu nữ 18-19 tuổi mở cửa. Quản sự cung kính gật đầu. Thiếu nữ không nói gì, chỉ phất phất tay ý bảo quản sự đi xuống. Mà Dương Bách Xuyên co quắp miệng, nhìn bộ dáng quản sự gật đầu nơm nớp lo sợ, hắn tự mình đi vào. Sau khi đi vào, trong tầm mắt hắn nhìn thấy là một đại sảnh rất lớn, hình như gần 100 mét vuông, không gian gấp đôi phòng thuê của hắn, ở hai bên trái phải cũng có hai gian phòng nhỏ, nhưng lại có vẻ xa hoa hơn. Trong lòng hắn thầm cảm thán, không hổ là phòng của lâu chủ quán trọ. Ở đại sảnh cũng không có nhìn thấy những người khác, Dương Bách Xuyên xoay người hỏi thiếu nữ mở cửa, tiểu tỷ tỷ, lâu chủ của các ngươi đâu? Tiểu tỷ tỷ, sắc mặt thiếu nữ vô cùng cổ quái, lập tức bật cười thành tiếng. Thấy vậy, sắc mặt Dương Bách Xuyên càng thêm quái dị. Sao thế, ta không giống lâu chủ sao? Thiếu nữ cười khanh khách nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó dịu dàng ngồi trên chiếc giường ở trong đại sảnh. Dương Bách Xuyên lại hơi bối rối. Trong mắt hắn, thiếu nữ ra mở cửa này là nhân viên phục vụ quán trọ hoặc là nha hoàn của lâu chủ quán trọ tinh thần gì đó, hoàn toàn không nghĩ đến nàng lại là lâu chủ của quán trọ tinh thần,
Bởi vì người mở cửa chính là một thiếu nữ diện mạo 18-19 tuổi này, cho dù là Dương Bách Xuyên hay là người bình thường nghĩ đến, người cấp bậc lâu chủ của quán trọ tinh thần làm sao có thể tự mình đi mở cửa chứ. Dương Bách Xuyên cũng không hề cẩn thận đi đánh giá tu vi của thiếu nữ này thế nào, sau khi mở cửa đã đi thẳng vào, hắn cứ nghĩ lâu chủ gì đó đang ở bên trong. Nhưng sau khi tiến vào thì không nhìn thấy ai khác, hắn còn nghĩ là ở hai bên gian phòng nào đó, hoặc có thể nói là ngay từ đầu Dương Bách Xuyên không nghĩ tới lâu chủ của quán trọ tinh thần là nữ nhân. Mà nữ tử hiện giờ bị hắn tưởng là nha hoàn trước mắt lại nói nàng chính là lâu chủ. Điều này. Dương Bách Xuyên ngây ngốc một lúc, sau đó mới đi đánh giá nữ tử đã thoải mái ngồi ở trên giường. Ban đầu hắn xem người ta trở thành nha hoàn nên không thèm để ý, lúc này đi đánh giá Dương Bách Xuyên mới phát hiện, hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí thức nào từ trên người thiếu nữ, không có chút linh khí dao động nào phát ra. Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là người bình thường hoàn toàn không có bất kỳ tu vi nào, hai là nàng ta chính là cường giả tu vi cao tít chân trời. Rất rõ ràng, thiếu nữ có thể xuất hiện trong khu vực thiên tự hào ở tầng 3 của quán trọ tinh thần tất nhiên không phải người bình thường, chỉ có thể chứng tỏ tiểu cô nương trước mắt nhìn có vẻ như thiếu nữ 18-19 tuổi chính là lâu chủ của quán trọ tinh thần. Mẹ kiếp, vừa rồi thế mà ta lại gọi nàng ta là tiểu tỷ tỷ, thế này chẳng khác nào đùa giỡn người ta. Người có thể trở thành lâu chủ của quán trọ tinh thần chỉ có thể là người có tu vi cao đến mức hắn không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Chính xác là một lão quái tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi, diện mạo không phải trọng điểm. Lúc này Dương Bách Xuyên và thiếu nữ nhìn nhau, nhìn thiếu nữ tùy tiện nằm nửa người mềm mại, khuôn mặt giống như búp bê sứ, trong lòng hắn phức tạp, lúc này Dương Mỗ tin tưởng thiếu nữ được mình gọi là tiểu tỷ tỷ này chính là lâu chủ của quán trọ tinh thần. Hắn lập tức nặn ra một nụ cười, xấu hổ nói, lâu chủ thứ lỗi, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thiếu nữ cười khanh khách nói, không sao, phòng ta không thích có người hầu hạ, cho nên chuyện bưng trà rót nước hay mở cửa gì đó chỉ có thể tự mình làm, chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng không cần căng thẳng. Còn ta à, ta tên là Lâu Hải Đường trong Hoa Hải Đường, ta thật sự rất tò mò về tiểu đệ đệ đây, cho nên mới bảo quản sự mời ngươi tới nói chuyện, đừng đứng thế, cứ tùy ý ngồi xuống nói chuyện. Thiếu nữ hay còn gọi là lâu chủ Lâu Hải Đường của quán trọ tinh thần xem như đã thừa nhận. Hơn nữa còn giới thiệu bản thân nàng ta. Dương Bách Xuyên nghe nàng ta nói chuyện ngược lại rất hiền hòa, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì hắn luôn bị ánh mắt Lâu Hải Đường nhìn chằm chằm còn mang theo ý trêu đùa, toàn thân hắn rất khó chịu. Nghe người ta bảo mình ngồi xuống, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, không cần, ta quen đứng nói chuyện rồi. Hiện giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ ý của Lâu Hải Đường, vẫn nên duy trì cẩn thận tốt hơn. Hắn nhịn không được lại đi cảm nhận tu vi của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên thật sự tò mò, rốt cuộc nàng ta có tu vi gì? Là độ kiếp cảnh, hay là địa tiên? Tại sao không có một chút dao động nào chứ? Theo lý thì hiện tại hắn không thể nhìn thấy tu sĩ có cảnh giới độ kiếp cảnh, nhưng đã từng tiếp xúc đánh nhau thì vẫn có thể cảm nhận được, hắn trực tiếp dùng linh thức đi xem xét mà không hề lễ phép. Chỉ có thể đi cảm nhận khí thức của Lâu Hải Đường. Nếu không hiểu rõ lai lịch của nàng ta, trong lòng Dương Bách Xuyên không bình tĩnh được, bởi vì hắn biết trên người mình không có linh thạch, theo một nghĩa nào đó, giao dịch hôm nay cũng là mở ra cho quán trọ tinh thần. Vì vậy, không thể không thận trọng. Ngay lúc Dương Bách Xuyên đi xâm nhập cảm nhận tu vi của Lâu Hải Đường một lần nữa, nụ cười sáng lạn trên mặt Lâu Hải Đường lập tức biến mất, trong nháy mắt biến thành một khuôn mặt lạnh lẽo, giọng nói vô cùng băng lãnh thốt ra, sao thế? Muốn biết tu vi của ta à? Vừa dứt lời, ầm một cái, một cỗ áp lực ùn ùn kéo đến ập lên người Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lạnh lùng không kịp đề phòng, hai chân cong xuống đất quỳ xuống. Phịch! Một đầu gối hung hăng chạm vào mặt đất, làm mặt đất bị đụng đến nứt ra. Sắc mặt Dương Bách Xuyên biến đổi, vận chuyển công pháp, nếu không phải hắn mạnh mẽ dụng công thì hai đầu gối đều quỳ trên mặt đất rồi. Càng không nghĩ tới Lâu Hải Đường lại trở mặt mà không hề có chút dấu hiệu nào. Quả nhiên là nữ nhân thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Hắn hừ lạnh, chuẩn bị gia tăng dụng công lần nữa, hắn cũng không dễ dàng quỳ xuống với người khác đâu. Mà đúng lúc này, áp lực như núi non bao phủ trên người như lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiền bối,
Đây là ý gì? Dương Bách Xuyên thả lỏng, hơi tức giận đứng dậy, trầm giọng hỏi, thực ra trong lòng hắn cũng biết Lâu Hải Đường đang ra oai phủ đầu với mình, nhưng trong lòng hắn rất tức giận, ngoài miệng cũng không dám quá khích, bởi vì chỉ một chút này, hắn đã biết nếu nữ nhân này muốn xử lý hắn, hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Sao lại gọi là tiền bối, ta có già như vậy sao? Vẫn nên gọi ta là tiểu tỷ tỷ đi, vừa rồi không phải ngươi đã gọi như thế sao, rất dễ nghe. Sau một phút, Lâu Hải Đường lên tiếng, trên mặt lại khôi phục nụ cười sáng lạn lúc đầu, quả thật làm cho Dương Bách Xuyên khó có thể nắm bắt. Mẹ kiếp, nữ nhân này bị bệnh thần kinh sao? Người rõ ràng là lão quái vật mà, thật sự nghĩ mình là tiểu tỷ tỷ ư. Sắc mặt thay đổi nhanh thật, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ. Thái độ thay đổi xoành xoạch của Lâu Hải Đường làm Dương Bách Xuyên giận người, không biết nữ nhân này muốn làm gì. Trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp kiểu gì, đứng sững sờ ở đó. Nhưng đúng lúc này Lâu Hải Đường mở miệng nói chuyện, nhưng lời nói lại kinh người, làm Dương Bách Xuyên bị chấn động mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.